Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Còn có cái khác nội ứng cũng nhất nhất nắm chặt ra tới lục hoàng tử phân phó nói đem những này người tất cả đều xử trí. Triều ta không lưu những cái này u ác tính, không có nội ứng, chúng ta khả năng an tâm tiến đánh hung nô, vâng, điện hạ, đối điện hạ. Hung nô vương tử xử trí như thế nào, lục hoàng tử nghĩ nghĩ, hung nô vương tử cái này tù binh nhưng giá trị không ít giá trị đâu. Muốn hắn mệnh tuy rằng hải giận, nhưng cũng chỉ có thể sản khoái một chút, nhưng nếu là có thể đổi lấy giá trị, kia lại không giống. Đi nói cho hung nô bên kia, nếu là muốn để bọn hắn vương tử thật tốt trở về, liền chuẩn bị một vạn con chiến mã, năm ngàn con trâu dê, một vạn lượng hoàng kim. Hung nô bên kia nhận được tin tức, phổi đều muốn tức điên. Vương thượng, cái này lục hoàng tử căn bản chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. đúng vậy a, à, Vương thượng, thật theo yêu cầu của bọn hắn đem đồ vật đưa qua, chúng ta tổn thất không nhỏ đâu. Hung nô vương cãi giận nói không theo bọn hắn nói lo liệu, làm sao cứu trở về hắn vẫn là nói các ngươi ai nguyện ý xuất binh đi đem vương tử cứu trở về, lần này, dưới đáy đại thần liền ấp úng không dám lên tiếng. Hiện tại cái này gia dự quan dễ thủ khó công, cái này lục hoàng tử còn mang đến rất nhiều kỳ lạ vũ khí, hiện tại mang binh đi cứu vương tử. Khi không tin khiếp tặng đầu người đi sao, lúc này, quốc sư nói, vương thượng, vương tử khẳng định là muốn cứu. Chỉ là bọn hắn mở ra điều kiện thực sự quá mức, trước tiên có thể phái người đi cùng lục hoàng tử đàm phán một phen, cũng tốt vậy thì do quốc sư ngươi dẫn người đi tìm lục hoàng tử đàm phán đi vâng vương thượng gia dự quan bên trong thuộc hạ đến báo điện hạ hung nô bên kia người tới nói muốn tới cùng chúng ta nói chuyện trao đổi hung nô vương tử sự tình ồ đến bao nhiêu người chỉ mấy người cầm đầu chính là bọn hắn hung nô quốc sư để bọn họ chạy tới đi lục hoàng tử ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng nhìn trước mắt hung nô quốc sư trong lòng âm thầm tính toán quốc sư khai môn kiến sơn nói lục hoàng tử, chúng ta vương thượng nguyện ý dùng 3.000 con chiến mã. 2.000 con trâu dê cùng 6.000 lượng hoàng kim đổi về vương tử, đây đã là chúng ta có khả năng tiếp nhận mức độ lớn nhất. Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng, các ngươi cảm thấy những vật này liền có thể chuộc về các ngươi vương tử. Hắn nhưng là xâm phạm ta quốc biên cảnh tù chiến tranh, quốc sư biến sắc, lục hoàng tử, ngươi đừng quá mức phần, như thật gây gấp chúng ta. Chúng ta không tiếc cùng thiên triều một trận chiến, lục hoàng tử không sợ chút nào, các ngươi đều có thể thử xem quân đội của ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị vì thời có thể nên ngươi hung nô quốc sư cũng chỉ là miệng hù dọa lục hoàng tử thôi thật làm cho hắn hiện tại xuất binh tại không có phần thắng tình huống dưới bọn hắn cũng không dám động gia dự quan lục hoàng tử hừ lạnh nói hừ ta khuyên ngươi mau trở về chuẩn bị kỹ càng đồ vật có lẽ đợi thêm mấy ngày bản hoàng tử đổi chủ ý ngươi nhận được chính là hung nô vương tử thi thể ngươi đừng nhúc nhích chúng ta vương tử Chúng ta lại trở về cùng vương thượng thương lượng một chút, Hung nô quốc sư nói, đàm phán thất bại. Hung nô quốc sư chỉ có thể xám xịt trở về theo Lục hoàng tử yêu cầu điều kiện chuẩn bị kỹ càng đồ vật, mấy ngày về sau. Hung nô bên kia mang theo chuẩn bị đồ tốt tới gia dự qua ngoài thành, Lục hoàng tử, đồ vật chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta muốn xem trước một chút chúng ta vương tử, một tay giao người, một tay giao hàng. Lục hoàng tử phân phó thuộc hạ đem Hung nô vương tử mang ra ngoài, trải qua vài ngày giam giữ hung nô vương tử hiện tại chật vật đến cực điểm. Cặp qua hung nô quốc sư liền kích động nói quốc sư, nhanh mau cứu bản vương tử A, nhìn thấy hung nô vương tử không có việc gì. Quốc sư thở dài một hơi, lục hoàng tử, đem chúng ta vương tử mang tới, hàng hóa cho các ngươi, lục hoàng tử chậm rãi nói gấp cái gì. Chúng ta cũng nên nghiệm một chút hàng không phải, lúc này, hung nô đưa hàng vật tới người lập tức phía sau lưng rét rung. Nguyên bản những đại thần kia còn muốn dùng lần vật phẩm lừa gạt lục hoàng tử, may mắn bị quốc sư ngăn cản. Không phải lục hoàng tử phái người một kiểm tra hàng hóa, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Lục hoàng tử phân phó thủ hạ đi kiểm nghiệm hung nô đưa tới đồ vật, xác định không có vấn đề về sau. Lục hoàng tử mới đem hung nô vương tử cho bọn hắn đưa qua, lục hoàng tử cao hứng lôi kéo vật phẩm về trong thành, những vật này. Hắn định đem chiến mã cùng hoàng kim đưa về kinh thành cho hoàng thượng, dây bò hắn muốn lưu ở biên quan nuôi. Ngẫu nhiên có thể cải thiện một chút các tướng sĩ cơm nước, còn có hiện tại bên này quan. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không làm chút gì kinh tế, để dân chúng sinh hoạt tốt. Hoàng thượng thu được chiến mã cùng hoàng kim thời điểm thế nhưng là cao hứng không ngậm miệng được, cái này lão lục. Thật sự là cho trẫm tăng thể diện, tổng quản thái dám nói, hoàng thượng phúc khí tốt đây. Có lục hoàng tử dạng này hoàng tử vì hoàng thượng phân ưu, đúng, còn có một phong thư là lão lục cho hầu phủ, đúng vậy, hoàng thượng. Hoàng thượng phân phó nói lấy tới trẫm nhìn xem, tổng quản thái dám nghe vậy lập tức đem thư tín tìm được cho hoàng thượng hoàng thượng mở ra xem bên trong vậy mà là lục hoàng tử nghĩ phát triển biên quan kinh tế ý nghĩ còn có hỏi thăm thôi nhân nhân một số việc hạng nhìn xem có thể hay không làm thứ gì hạng mục cái này lão lục ý nghĩ không sai đợi lát nữa liền đem tin cho lục huynh châu đưa đi đi để hắn mang về cho hầu phu nhân vân hoàng thượng thôi nhân nhân thu được thư tín lập tức liền cho lục hoàng tử hồi âm tràn đầy một đống lớn chữ biên quan khí hậu thích hợp trồng nho. Có thể chế tác thành rượu nho, còn có lục hoàng tử vừa mới đổi lấy đến dê bò có thể làm trại chăn nuôi. Sữa dê có thể chế tác thành thích hợp hài đồng uống sữa bột, thịt bò có thể chế tác thành thịt bò khô. Đây đều là rất có tiềm lực phát triển hạng mục, nếu là có thể khai triển lên, tin tưởng biên quan kinh tế nhất định có thể tăng lên. Chương 161, biến mất cử cử, lục hoàng tử thu được thôi nhân nhân hồi âm, lập tức là xong bắt đầu chuyển động, hắn trước mang theo đi khảo sát gia dự quan thích hợp trồng nho khu vực, lục hoàng tử chọn định một chỗ thổ địa phì nhiêu. Ánh nắng sung túc địa phương, cũng mời đến kinh nghiệm phong phú nông học nhà, chỉ đạo dân chúng địa phương học tập trồng nho kỹ thuật. Nơi đó bách tính 10 phần nghèo khổ, vốn là sinh hoạt khó khăn, hiện tại lại để cho bọn hắn trồng một chút những thứ không biết. Nguy hiểm này quá lớn, vị này quý nhân, cái này nho là vật gì, chúng ta không rõ ràng, thực sự không dám tùy tiện trồng chúng ta liền dựa vào những cái này thổ địa trồng ít đồ đổi tiền đúng vậy a à, nếu là cuối cùng không thành công chúng ta đảm đương không nổi tổn thất này đã lãng phí thời gian lại lãng phí thổ địa thế dân chúng mười phần kháng cự lục hoàng tử chỉ có thể trước trấn an các vị ta biết các ngươi lo lắng như vậy đi ta về trước đi cùng các vị đại nhân thương lượng một chút chỉ cần các ngươi nguyện ý trồng triều đình nguyện ý cho các ngươi một chút phụ cấp nghe được có phụ cấp bách tính ngược lại là có mấy phần nhã ra nhưng cũng phải chính sách chứng thực mới được lục hoàng tử trở về liền lập tức triệu tập gia dự quan quan viên thảo luận việc này hạn rất nhanh liền chế định ra tới phương án đồng thời hắn còn phái người đi kinh thành thành lập một tòa nho vườn để có thể tốt hơn nghiên cứu cùng bồi dưỡng chất lượng tốt nho chủng loại kinh qua một đoạn thời gian cố gắng gia dự quan nho trồng nghiệp dần dần phát triển trở thành nơi đó một hạng trọng yếu sản nghiệp không chỉ có vì bách tính mang đến phong phú ích lợi cũng làm cho lục hoàng tử tại dân gian thắng được tốt đẹp danh tiếng. Còn có kia dê bò trại chăn nuôi, lục hoàng tử đã tìm kiếm tốt ứng cử viên, gia dự quan có rất nhiều lui ra đến binh sĩ. Còn có trên chiến trường tàn tật binh sĩ, đều lưu tại gia dự quan ngụ lại an gia, mặc dù triều đình có bồi thường cho bọn hắn. Nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc, lục hoàng tử cố ý khiến cái này người mở ra thiết trại chăn nuôi, từ triều đình tiến hành bỏ vốn. Bọn hắn tiến hành quản lý cùng bán, lục hoàng tử vì việc này còn khắp nơi xuống nông thôn đi thuyết phục những binh lính này không ngờ lại gặp đến cự tuyệt điện hạ ta biết ngươi là vì chúng ta tốt thế nhưng là chúng ta bây giờ đều là tàn tật nhân sĩ nếu là đi làm trại chăn nuôi sợ quản lý không được cũng sợ cho triều đình thêm phiền phức đúng vậy a à. chúng ta loại này không phải tay tàn chính là chân thiếu có phần cơm ăn là được liền không đi cho triều đình thêm phiền phức lục hoàng tử nghe những lời này đã cảm động lại lòng chua xót mọi người yên tâm cái này không chỉ có là triều đình cần nhân thủ, cũng là muốn các ngươi có thành thạo một nghề kiếm chút tiền bạc nuôi sống gia đình, mặc dù tàn tật, nhưng chỉ cần chịu làm, vẫn hữu dụng người. Trải qua một phen thuyết phục, những binh lính này cuối cùng đáp ứng, bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Nhao nhao biểu thị nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt công việc này, lúc này, một vị trong đám người tàn tật binh sĩ nhìn xem Lục hoàng tử dung nhan, lộ ra không thể tin biểu lộ, lắp bắp nói Lục hoàng tử là tiểu thư hài tử dáng dấp cùng tiểu thư thật giống, đối xử mọi người đều sau khi đi, tên lính kia tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi điện hạ mẹ để thế nhưng là thuộc phi nương nương, lục hoàng tử nghe vậy, kinh ngạc nói. Ngươi biết ta mẫu phi, ngươi làm sao lại biết, tên lính kia kích động đến rơi nước mắt, điện hạ. Tiểu nhân là tướng quân phó tướng Vương Tiêu, tự nhiên là biết thuộc phi nương nương, hắn âm thanh run rẩy, phản phất nhớ lại chuyện cũ. Lục hoàng tử tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng mà hỏi thăm ngươi thế nhưng là ta ngoại tổ phụ phủ thượng người, cửu cửu phó tướng, đúng vậy. Điện hạ, lục hoàng tử truy vấn vậy ngươi có biết ta cửu cửu bây giờ ở nơi nào, vương tiêu đảo mắt một vòng. Thấy không có người ngoài, mới lên tiếng tướng quân hắn liền ở trong làng này, việc này nói rất dài dòng, chúng ta trước đi qua chỗ ở của ta đi. Lục hoàng tử đi theo vương tiêu đi vào chỗ ở của hắn, nhìn thấy một người trung niên nam tử chính ngồi lên xe lăn trong sân uống trà. Trong đó một cái chân đã không có, mặt khác bên trái cánh tay rũ xuống, hiển nhiên đã phế, vương tiêu chỉ vào nam tử kia nói điện hạ. Đó chính là tướng quân, lục hoàng tử bước nhanh đi lên trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ, cháu trai bái kiến cửu cử. Tướng quân hiển nhiên có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng đỡ dậy lục hoàng tử, ngươi là lục hoàng tử, mau mau lên. Nhiều năm không gặp, đều đã lớn như vậy, lục hoàng tử trong mắt rưng rưng, cửu cử, những năm này ngài chịu khổ, tướng quân lắc đầu không khổ, có thể còn sống đã là vạn hạnh. Cử cử, chuyện năm đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đang nói ngoại tổ phụ. Nói vương gia thông đồng với địch phản quốc, sau đó, tướng quân hướng lục hoàng tử giảng thuật chuyện năm đó, nguyên lai. Năm đó tướng quân phụng chỉ xuất chinh, lại gặp người hãm hại, dẫn đến chiến bại, mà hãm hại bọn hắn người chính là hoàng hậu một phái người. Lục hoàng tử nói, cử cử có ý tứ là chủ sử sau màn là hoàng hậu, 89 phần 10, những năm này ta cũng đang tìm chứng cứ, mà lại hoàng hậu ngoại tổ gia năm đó cũng tham gia trận kia chiến dịch, về sau bọn hắn không phải bằng vào tiêu diệt chúng ta, đánh lui hung nô mà lên như diều gặp gió sao? Bản hoàng tử nhất định phải bọn hắn trả giá đắt, đã tìm được cửu cử. Lục hoàng tử tự nhiên không yên lòng hắn lưu tại nơi đây, muốn để hắn đi theo trở về, điện hạ không thể. Ta thân phận bây giờ vẫn là thông đồng với địch phản quốc tặc tử, trở về với ngươi sẽ chỉ liên lụy ngươi. Huống hồ ta ở đây không ai chú ý tới ta. Mới dễ dàng hơn ta làm việc, tốt a, à, nhìn hắn kiên trì, Lục hoàng tử chỉ có thể đáp ứng, chẳng qua vẫn là lưu lại ám vệ bảo hộ hắn. Cử cử nếu đang có chuyện, nhưng trực tiếp để ám vệ đến tìm ta, được. Đã những cái này tàn tật đám binh sĩ đáp ứng quản lý trại chăn nuôi. Lục hoàng tử liền mời kinh nghiệm phong phú nuôi dưỡng hộ tới cho bọn hắn huấn luyện, truyền thụ nuôi dưỡng kỹ xảo. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới trại chăn nuôi quy mô càng lúc càng lớn, dê bò số lượng cũng không ngừng gia tăng. Hơn nữa còn dựa theo thôi nhân nhân cung cấp phương pháp chế tác được sữa bột cùng thịt bò khô, đặc biệt là sữa bột. Có phần bị kinh thành quý nhân hoan nghênh, vì bọn họ hài tử nhà mình đặt hàng không ít đâu. Gia dự quan kinh tế bởi vậy đạt được cực lớn phát triển, nhân dân sinh hoạt trình độ cũng có rõ rệt đề cao. Lục hoàng tử mặc dù tại gia dự quan lẫn vào như cá gặp nước, nhưng ám sát hắn người vẫn như cũ nối liền không dứt mà hung nô cũng một mực không an phận luôn luôn tại dở trò một gian trong thanh lâu một nữ tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện người lập tức cung kính nói chủ tử làm sao ngươi tới rồi tự nhiên là đến thu tính mạng người nữ tử này không phải người khác chính là trước đó ám sát lục hoàng tử thất bại độc nương tử độc nương tử hỏi lưu luyến gần đây gia dự quan bên trong như thế nào nghe nói lục hoàng tử đến nơi đây vâng chủ tử lục hoàng tử gần đây tại gia dự quan danh tiếng vang xa đã làm nhiều lần sự tình đâu. Độc Nương tử nghĩ đến Lục hoàng tử lẫn vào vui vẻ sung sướng, trong lòng liền khó, cái này nhưng là cái thứ nhất nàng ám sát thất bại người, hừ. Thông báo bọn tỷ muội, mật thiết giám thị Lục hoàng tử động tỉnh, chỉ cần có cơ hội liền lấy tính mạng của hắn, vâng, chủ tử. Chương 162, tế thiên đại điển, trước đây bởi vì tin tưởng sự tình, hoàng thượng trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Vì hóa giải trong lòng sầu lo, hắn dự định tổ chức một trận tế thiên đại điển bây giờ khâm thiên giám đã chọn tốt thời gian. Lễ bộ thượng thư tiếp vào thánh chỉ về sau, liền bắt đầu chuẩn bị tế thiên đại điển, hắn đầu tiên là triệu tập một đám quan viên. Thảo luận đại điển các hạng chi tiết, bảo đảm mỗi cái khâu đều không đi công tác sai, cùng lúc đó. Trong hậu cung tần phi nhóm cũng được biết hoàng thượng muốn cử hành tế thiên đại điển tin tức, hoàng hậu tự nhiên cũng được biết việc này. Lập tức liền phái người đi cho thanh hư tử đưa thư tín yêu cầu hắn lợi dụng cơ hội lần này hãm hại lục hoàng tử là không rõ người. Đạo trưởng, hoàng hậu nương nương đến tin tức, nói: "Bần đạo biết, để hoàng hậu nương nương yên tâm." Thanh Hư tự khóe miệng nổi lên một tia nụ cười âm hiểm, trong lòng của hắn đã có diệu kế, trong hầu phủ. Thôi nhân nhân biết được tin tức này cũng là kinh ngạc không thôi, hoàng thượng muốn cử hành tế thiên đại điển, đột nhiên như vậy. "Đúng vậy a, à, lần này tế thiên đại điển, văn võ bá quan đều muốn mang theo gia quyến tham gia." bình thường đều là quốc gia có nguy cơ hoặc là rung chuyển mới có thể cử hành tế thiên đại điển lục huynh châu nói vậy lần này tổ chức tế thiên đại điển là bởi vì cái gì sự tình ta tìm người tìm hiểu một phen đạt được một chút tin tức nói là hoàng thượng là một cái ác mộng sau đó khâm thiên giám bên kia còn nói tin tưởng khác thường giống như ám chỉ lục hoàng tử là điềm không may thôi nhân nhân im lặng ngưng nghẹn lục hoàng tử biết hắn ở xa biên quan còn lưng như thế đại nhất nồi nấu sao êm êm ngươi thật giống như không tin những cái này quỷ thần mà nói mặc dù ta cũng không tin lục hoàng tử là không rõ người nhưng thiên hạ này ly kỳ sự tình cũng không ít lục huynh châu nhíu mày nói đổi lại trước kia nàng khẳng định sẽ tin tưởng cái này quỷ thần mà nói nhưng là nàng là sống lại người tăng thêm lại trong không gian nhìn rất nhiều thư tịch những cái này quỷ thần mà nói cũng liền đều có giải thích hiện tại tự nhiên là không quá tin tưởng thôi nhân nhân thở dài đến cùng là quỷ thần mà nói vẫn là có người giả thần giả quỷ còn chưa biết được đâu, ta đương nhiên là không tin, nhưng có người tin A, à, mà lại. Thâm thiên dám trưởng quản quan trắc tin tưởng sự tình, nếu là có người tận lực nhằm vào, chỉ sợ lục hoàng tử giữ nhiều lành ít. Lục huynh châu nắm chặt thôi nhân nhân tay, an ủi nói, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ có biện pháp, chúng ta bây giờ muốn làm. Chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, vài ngày sau, tế thiên đại điển đúng hạn cử hành, hoàng đế xuất lĩnh quần thần leo lên tế đàn. Khẩn cầu quốc thái dân an, thiên địa chi đạo, vô cùng vô tận, trẫm biết rõ tự thân nhỏ bé, quốc gia phồn vinh cần thiên địa chi lực. Mời ngài phù hộ trẫm quốc gia, làm quốc gia sơn hà vĩnh cố, quốc dân an cư lạc nghiệp, nhưng mà, ngay tại tế tự tiến hành đến một nửa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen dày đặc, cùng phong gào thét. Một lùng sấm sét bổ về phía tế đàn đột nhiên liền nổ bể ra đến, mọi người đều kinh, không biết làm sao, hoàng thượng cẩn thận bọn thị vệ vội vàng che chở hoàng thượng cùng phi tần nhóm lui về sau hoàng thượng mặt đen lên hỏi chuyện gì xảy ra hoàng thượng nhìn này hiện tượng giống như là có yêu tà quấy phá thanh hư tử đứng ra nói yêu tà làm sao lại có yêu tà hoàng thượng một mặt chấn kinh hồi hoàng thượng trước đó vi thần liền cùng ngài nói qua lục hoàng tử chính là không rõ người sẽ cho triều ta mang đến tai nạn bây giờ xem ra cái này tế thiên đại điển chính là bị lục hoàng tử va chạm thanh hư tử nghĩa chính ngôn từ nói hoàng thượng nghe vậy. Sắc mặt biến đổi lớn, nhớ tới trước đó tin tưởng, trong lòng lại nhịn không được hiểu lầm, nói hưu nói vượng. Thôi nhân nhân nhịn không được lên tiếng phản bác, đây rõ ràng chính là có người cố ý hành động, làm càng. Dám tại trước mặt hoàng thượng ồn ào, hoàng hậu quát lớn, thôi nhân nhân kiên định nói hoàng thượng, thần phụ cho rằng, việc này có nghi. Nhất định phải nghiêm tra, vừa mới tế đàn bị nổ tung thời điểm, thôi nhân nhân rõ ràng nghe được một tia mùi lưu hình cái này không thích hợp, hiển nhiên là nhằm vào lục hoàng tử một lần hành động, hoàng hậu nương nương lên tiếng nói thôi nhân nhân. Đây là tế thiên đại điển, há lại cho địa phương ngươi càng rỡ, huống hồ thanh hư tử đạo trưởng ở đây. Chẳng lẽ không thể so ngươi rõ ràng hơn cái này dị tượng, lúc này, lục huynh châu đạo hoàng thượng, vi thần cũng cho rằng trong này có nghi. Mời hoàng thượng nghiêm tra, những đại thần khác thế thế, duy trì lục huynh châu cùng lục hoàng tử triều thần cũng đứng ra nói nói. Mời hoàng thượng nghiêm tra, Hoàng thượng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thôi Nhân Nhân, người xác định trong này có vấn đề. Vâng, thần phụ khẩn cầu hoàng thượng để thần phụ kiểm tra một phen. Hoàng thượng nhắm lại hai mắt, trầm giọng nói được. Người khác hắn có lẽ không tin, nhưng từ Thôi Nhân Nhân lâu như vậy đến nay mỗi lần đều có thể làm ra một chút kỳ dị đồ vật. Nói không chừng trong này thật có điểm vấn đề gì. Thôi Nhân Nhân tiến lên, tại vỡ vụn tế đàn bên trên cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong này xác thực trộn lẫn lưu hình xem ra là có nhân sự trước đem thuốc nổ chôn ở trong tế đàn. Sau đó lợi dụng thiên lôi sắp đặt việc này, hoàng hậu thấy thôi nhân nhân ở phía trên nửa ngày không có động tĩnh, cho là nàng kiểm tra không ra cái gì, tăng thêm nàng người đem sự tình làm được rất bí mật, nhất định phòng ngừa sai sót, hoàng thượng. thần thiếp nhìn cái này hầu phu nhân kiểm tra không ra cái gì, chẳng qua là muốn mượn này mạnh hơn danh tiếng thôi, nên trùng điệp phạt chi. chờ một chút, hoàng thượng cao mày nói, lại chờ một hồi ngay tại hoàng thượng coi là thôi nhân nhân kiểm tra không ra cái gì lúc. Nàng từ trên đài đi xuống, hoàng thượng, trong tế đàn bị nhân sự trước thả thuốc nổ. Lại lợi dụng kim thu lôi làm thiên lôi bổ về phía tế đàn khiến cho nổ tung, việc này là có người giả thần giả quỷ, mời hoàng thượng ra cho rõ. Hoàng thượng nếu không tin, nhưng mời người đi lên xem xét, bên trong còn có còn sót lại lưu hình, hoàng thượng nghe vậy. Phân phó nói có ai không, đi lên kiểm tra nhìn xem, vâng, hoàng thượng, chỉ chốc lát sau, đi kiểm tra người liền hạ đến hoàng thượng bên trong xác thực có lưu lại lưu hình mà lại cái này lưu hình là thuốc nổ chủ yếu vật liệu hoàng thượng lập tức sắc mặt xanh đen đây là có người coi hắn là khỉ đùa nghịch rồi ra cho trẫm nghiêm tra thanh hư tử có lẽ ngươi nên cho trẫm một lời giải thích cái này tế thiên đại điển thế nhưng là lễ bộ phụ trách thanh hư tử chủ trì thấy hoàng thượng nổi giận vội vàng quỳ xuống hoàng thượng bất giận việc này bần đạo không biết rõ tình hình a à chẳng qua là cảm thấy cái thiên tượng này khác thường mà lại cái này tế thiên đại điển là lễ bộ phụ trách bần đạo chỉ là phụ trách chủ trì thanh hư tử vung phải một tay tốt nồi lễ bộ thượng thư phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất hoàng thượng tha mạng a à. lão thần đối với chuyện này thật không biết chút nào a à, nhất định là người phía dưới cổng lão phu làm xin hoàng thượng minh xét a à. hoàng hậu sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi nàng làm sao cũng không có nghĩ đến tỉ mỉ bày kế kế hoạch vậy mà lại bị nhìn thấu nàng hung tợn trừng thanh hư tử liếc mắt, nghĩ thầm lão đạo sĩ này thật sự là thành sự không có bại sự có dư, lúc này. Lục Huynh Châu đứng dậy, vi thần cho rằng việc này can hệ trọng đại, nhất định phải ra rõ. Không chỉ có muốn tra ra là ai tại tế đang cất đặt thuốc nổ, còn muốn truy ra phải chăng có người chủ sử sau màng, hoàng đế nhẹ gật đầu. Lục Ái Khanh nói không sai, việc này tuyệt không thể nhân nhượng, hình bộ, các ngươi lập tức tiếp nhận án này, nhất thiết phải tra ra chân tướng. Chương 163, nhìn thấu, trải qua việc này, lễ bộ bị trong trong ngoài ngoài ra rõ một phen. Cuối cùng vẫn là tam hoàng tử đẩy một người ra tới làm bia đỡ đạn mới lắng lại. Nhưng điều này cũng làm cho hắn tổn thất một cái người phụ tá đắc lực, mà thanh hư tử bởi vì chuyện này. Để hoàng thượng dao động tín nhiệm với hắn, đang dược cũng giảm bớt ăn, cái này khiến tâm hắn hoảng không thôi. Thái thanh cung lý bên trong đạo đồng rung lễ bảy, sư phụ, hoàng thượng có thể hay không giết chúng ta a à? Thanh hư tử cắn răng nói vội cái gì, đã hoàng thượng còn nguyện ý phục dụng đan dược, vậy liền còn chưa tới tình trạng kia. Ta đối hoàng thượng còn hữu dụng chỗ, ngày hôm đó. Thôi nhân nhân theo thường lệ đem cùng hoàng thượng hợp tác sinh ý lấy được ngân lượng đưa vào quốc khố, làm xong sự tình, vừa định rời đi. Liền bị bên người hoàng thượng tổng quản thái dám ngăn lại, hầu phu nhân, hoàng thượng mời ngươi đi qua một chuyến, công công. Không biết hoàng thượng tìm ta cần làm chuyện gì, hầu phu nhân đi thì biết, nhà ta cũng không dám phỏng đoán thánh ý tốt a à. làm phiền công công dẫn đường thôi nhân nhân theo tổng quản thái giám tiến ngự thư phòng tham kiến hoàng thượng đứng lên đi tạ hoàng thượng trẫm nghe nói ngươi cùng lão lục tại biên quan hợp tác hạng mục thu hoạch được không ít ít lợi cũng trợ giúp biên quan bách tính tăng lên kinh tế thôi nhân nhân nói là hoàng thượng lục hoàng tử hiện tại làm việc rất có trước xem tính rất nhiều hắn nói ra hạng mục áp dụng tính rất cao ta chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi Hoàng thượng gật gật đầu, lão lục, quả thật không tệ, nếu không phải tế thiên sự tình. Hắn khả năng còn đối tin tưởng sự tình tin tưởng không nghi ngờ, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Vừa nghĩ tới lục hoàng tử bởi vì chuyện này đi biên quan, hoàng thượng trong lòng cảm giác ấy nấy càng sâu. Thôi nhân nhân nhất thời nghĩ không ra hoàng thượng tìm nàng đến cần làm chuyện gì, chính xuất thần đâu. Tổng quản thái giám đem một cái hộp đưa tới trước mặt nàng, hoàng thượng nói, đây là thanh hư tử đạo trưởng làm đang dược. Ngươi thay trẫm nhìn xem có vấn đề gì hay không, thôi nhân nhân tinh thông y thuật, mà lại cái này y thuật kỳ lạ. Nếu như đan dược này có vấn đề gì, có lẽ nàng có thể nhìn ra được, hoàng thượng đã phân phó, thôi nhân nhân tự nhiên là muốn làm sự tình. Huống hồ nàng vẫn luôn cho rằng đan dược này vốn là có hại chi vật, nàng đem đan dược bóp nát, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, bên trong có chu sa. Linh chi, lộc nhung, lại còn có u linh cỏ, hoàng thượng, đan dược này có vấn đề rất lớn. Mặc dù ăn hết có thể khiến người ta bề ngoài nhìn tinh khí ít thần, nhưng là bên trong thâm hụt nghiêm trọng. Mà lại trong này lại còn có u linh cỏ thành phần, hoàng thượng hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, hắn giảm bớt phục dụng đang dược về sau. Đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà ăn một lần đang dược liền rất tinh thần, cái này u linh cỏ là vật gì? Thôi nhân nhân giải thích nói hoàng thượng có chỗ không biết, cái này u linh cỏ có để người lâm vào ác mộng hiệu quả, nếu là số lượng nhiều. Còn có thể gây nên người trong giấc mộng tử vong, tổng quản thái dám nghe vậy kinh hoảng nói cái gì hoàng thượng cái này thanh hư hạt tại gan to bằng trời dám mưu hại hoàng thượng hầu phu nhân ngươi nhanh cho hoàng thượng nhìn một cái lúc này hoàng thượng ngược lại là mười phần trấn định hắn thân thể của mình không có người so hắn rõ ràng hơn tìm thôi nhân nhân tới cũng là muốn một cái đáp án chuẩn xác thôi nhân nhân thay hoàng thượng kiểm tra một phen trong lòng hơi hồi hộp một chút hoàng thượng nhìn xem nét mặt của nàng trong lòng đã nắm chắc cứ nói đừng ngại trẫm sẽ không trách tội ngươi, hoàng thượng. Thân thể của ngài đã hao tổn nghiêm trọng, hiện tại coi như trị liệu, chỉ sợ cũng không cách nào trở lại trước kia. Hoàng thượng bây giờ lớn tuổi, thân thể khôi phục công năng khác biệt trước kia, phục dụng đang dược lại quá nhiều, dạng này thân thể. Coi như trị liệu tốt cũng không có mấy năm tốt sống, trẫm biết, việc này, không muốn tiết lộ ra ngoài, ngươi coi như cái gì cũng không biết. Cũng đừng nói cho lục hoàng tử, vâng, hoàng thượng thôi nhân nhân tâm tình trầm trọng rời đi ngự thư phòng nàng minh bạch hoàng đế khỏe mạnh tình trạng đã tương đương nghiêm trọng nhưng nàng cũng chỉ có thể tuân mệnh giữ bí mật trên đường trở về nhìn lên trời khí bầu trời trong xanh rõ ràng trời trong gió nhẹ nàng lại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác mặc dù không thể báo cho lục hoàng tử việc này nhưng thôi nhân nhân cùng lục huynh châu nói việc này hầu gia ngươi nói hoàng thượng để ta giấu giếm việc này là ý gì rõ ràng hiện tại thân thể của hắn đáng lo vì sao còn không nói cho lục hoàng tử lục huynh châu suy tư một chút nói em êm, êm, đã hoàng thượng để ngươi giấu giếm nhất định có đạo lý của hắn Huống hồ hoàng thượng tại vị mấy chục năm nói lòng dạ cùng tâm kế không phải người thường có khả năng suy đoán chúng ta không muốn lo lắng vớ vẩn tốt ca thanh hư tử nguyên vốn cho là mình đã bị hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ nhưng là gần đây hoàng thượng lại để cho hắn luyện chế lên đan dược tổng quản thái dám nói đạo trưởng ngươi đan dược này a à? Hoàng thượng một ngày không dùng, liền cảm giác thân thể này không có tí sức lực nào, về sau. Còn xin ngươi nhiều hơn luyện chế một chút đan dược vì hoàng thượng củng cố long thể, vâng. Bần đạo tự nhiên dốc hết toàn lực vì hoàng thượng luyện chế tiên đan, lấy bảo hoàng bên trên kéo dài tuổi thọ. Thanh hư tử trên mặt kinh hỉ vạn phần, lại không trông thấy tổng quản thái giám trong mắt rét lạnh, đợi tổng quản thái giám sau khi đi. Đạo đồng lập tức tiến lên lấy lòng lên, sư phụ, xem ra hoàng thượng vẫn là rất cần ngươi thanh hư tử mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hắn chế tác đang dược thế nhưng là có khiến người nghiện đồ vật, nguyên lai tưởng rằng hoàng thượng từ bỏ hắn. Bây giờ xem ra vẫn là không thể rời đi hắn luyện chế đang dược, thanh hư tử lập tức đem việc này báo cho hoàng hậu. Hắn vốn là hoàng hậu đề cử vào cung, nếu là không có giá trị, vì thời có thể bị hoàng hậu xử lý, hơn nữa lúc trước hoàng hậu hứa hẹn. Chỉ cần có thể trợ giúp tam hoàng tử đăng cơ, về sau liền là hắn thiết lập một tòa hoàng gia đạo quán, hắn vì quán chủ, dưới một người. Trên vạn người, hoàng hậu thu được thanh hư tử để người đưa tới tin tức, hừ lạnh một tiếng, phế vật này vẫn còn có chút tác dụng. Nói cho hắn, bản cung biết được, về sau còn hữu dụng phải lấy hắn địa phương, vâng, hoàng hậu nương nương, trong ngự thư phòng. Hoàng thượng lạnh giọng hỏi ra được thanh hư tử người sau lưng là ai chưa, một ám vệ đột nhiên xuất hiện, hồi hoàng thượng. Tự hồ là hoàng hậu nương nương, hôm nay thanh hư tử thiếp thân đạo đồng đưa phong thư kiện đi hoàng hậu nương nương cung điện. Hoàng thượng nghe vậy, phê duyệt tấu chương bút dừng lại, xem ra tại cái này trong hoàng cung. Muốn trẫm tính mạng người vậy mà là người bên gối, trẫm còn không có tắt thở đâu, tam hoàng tử một phái cứ như vậy không kịp chờ đợi rồi. Nhớ tới đối với hắn tất cung tất kính vì hắn suy nghĩ lục hoàng tử, lại nghĩ tới khắp nơi nhìn chằm chằm hắn long ỉ vị trí tam hoàng tử. Hoàng thượng liền không khỏi một trận tâm mệt mỏi, hoàng thượng vút vút đau đầu cái trán, khoát khoát tay, nói, đi xuống đi. Tiếp tục điều tra, có bất kỳ gió thổi cỏ lay kịp thời báo cáo nhanh cho trẫm vâng hoàng thượng một nháy mắt ám vệ liền biến mất ở tại chỗ lúc này tổng quản thái giám hợp thời tiến đến hoàng thượng đêm dài nghỉ sớm một chút đi long thể trọng yếu là nên thật tốt tỉnh dưỡng thân thể đã lão tam nghĩ như vậy muốn ngồi trẫm vị trí này Khi trẫm liền bồi bọn hắn thật tốt chơi đùa cũng làm tốt lão lục tương lai dọn sạch con đường chương 164, lục huynh châu đến Gia dự quan biên cảnh một mực thỉnh thoảng nhận hung nô quấy rối cùng giám thị. Bọn hắn hiển nhiên đối gia dự quan lòng lan dạ thú còn không có triệt để tiêu trừ. Lục huynh châu bị phái đi gia dự quan hiệp trợ lục hoàng tử, sẽ phải xuất phát, thôi nhân nhân vì hắn chuẩn bị không ít thứ. Trong đó liền bao hàm rất nhiều y dược vật dụng, còn có đi theo đại phu, êm êm, những này là, thôi nhân nhân nói. Đây là một chút thuốc trị thương, ta nghiên cứu ra được kiểu mới dược phẩm, trên chiến trường khó tránh khỏi có thương vong đại chiến hết sức căng thẳng, những cái này thuốc trị thương cùng đại phu có thể nhanh chóng là sĩ nhóm trị liệu. Lục Huynh Châu trong lòng cảm động không thôi, hắn đem thôi nhân nhân chăm chú ôm vào trong ngực, cảm ơn ngươi, em em, có ngươi hỗ trợ. Ta tin tưởng xuất chinh lần này nhất định có thể thắng lợi trở về, thôi nhân nhân nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Mỉm cười nói ngươi nhất định phải bình an trở về, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, Lục Huynh Châu gật gật đầu. Mang theo đội ngũ đạp lên tiếng về gia dự quan hành trình, Đối với Lục huynh Châu xuất phát đi gia dự quan hiệp trợ Lục hoàng tử, Tam hoàng tử có chút không cam tâm, mẫu hậu chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Lục huynh Châu đi giúp lão Lục, không phải chúng ta trên đường. Hồ Đồ, lần này Lục huynh Châu tiến về biên quan là ngươi phụ hoàng tử mình sai khiến đi chống lại Hung nô. Nếu là hắn trên đường xảy ra sự tình, ảnh hưởng Hung nô chiến sự, ngươi phụ hoàng nhất định sẽ hạ lệnh nghiêm tra. Đến lúc đó ngươi muốn chết như thế nào? Mẫu hậu, ta, hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được rồi. Ngươi chính là quá táo bạo, gặp chuyện quá xúc động, Lục Huynh Châu coi như tiến về biên quan. Khi gia dự quan bên trong không phải cũng có chúng ta người sao, đến lúc đó trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn không cẩn thận chết rồi. Ai có thể nói cái gì, mẫu hậu nói đúng lắm, hoàng hậu nói, dực, hiện tại trọng yếu nhất chính là vì ngươi mua đồ thái tử vị trí. Một bên khác, Lục Huynh Châu dẫn đầu quân đội thuận lợi đến gia dự quan, hắn cùng Lục Hoàng tử gặp mặt về sau lập tức vùi đầu vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trong công việc. Lục Huynh Châu hỏi Điện Hạ, gần đây gia dự quan tình huống như thế nào? Lục Hoàng tử Nhã rảnh nói, hiện tại quan nội ta đã đều trừ bỏ những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực, về phần quan ngoại hung nô. Dù không có cái gì lớn tiến công, nhưng thỉnh thoảng có chút nhỏ quấy rối, quả thực phiền phức vô cùng. Ta đoán chừng hung nô thỉnh thoảng quấy rối cũng là nghĩ thăm dò chúng ta quân sự chuẩn bị, hiện tại bọn hắn kiềm chế lại chỉ là tạm thời chỉ cần chúng ta thêm chút thư giãn, liền sẽ tiến công tiến đến, Lục Huynh Châu ánh mắt lóe lên mỉm cười. Ta ngược lại là chờ lấy sự tiến công của bọn họ, ta lần này đến lại mang không ít đồ tốt, vừa vặn cầm hung nô thí nghiệm một chút hiệu quả. Lục Hoàng tử nghe vậy, hết sức cảm thấy hứng thú, là vật gì tốt, để bản Hoàng tử nhìn một cái. Lục Huynh Châu mang theo Lục Hoàng tử quan sát hắn mang tới đồ vật, mở rộng tầm mắt, hầu phu nhân còn chế tạo ra bực này đồ tốt. Thật sự là cho chúng ta lại tăng lên sức chiến đấu A, Lần này ta cũng không kịp chờ đợi muốn cầm hung nô thử xem những vũ khí này hiệu quả. Hung nô bên kia nhận được tin tức, biết được Lục huynh châu đến gia dự quan, đều có chút kinh hoảng, vương thượng. Nghe nói cái này Lục huynh châu thế nhưng là cái nhân vật lợi hại, trước đó tại phía nam chống lại giặc qua lúc liền để bọn hắn bị thiệt lớn. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối mới là, một cái đại thần nói. Hừ, lợi hại hơn nữa thì sao, chúng ta hung nô dũng sĩ cũng không phải ăn chay. Hung nô vương khinh thường nói. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng không thể khinh địch, nếu không phái chút gian tế lẫn vào trong thành. Thám thính một chút bọn hắn hư thực, một cái khác đại thần đề nghị, hung nô vương suy nghĩ một lát, cực đầu đồng ý, ừm, không sai. Việc này liền giao cho ngươi đi làm đi, ghi nhớ, nhất định phải hành sự cẩn thận, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Đường biên giới bên trên, triều ta cùng hung nô có buôn bán vãng lai phiên chợ. Nhóm người này liền thông qua phiên chợ tiến vào thành bên trong tìm hiểu tin tức nhưng mà đám người này rất nhanh gây nên tại trong thanh lâu độc nương tử chú ý liền phân phó người đem bọn hắn mời tới người hung nô đề phòng nói ngươi là ai độc nương tử vũ mị cười một tiếng tự nhiên là có thể trợ giúp các ngươi người chúng ta đều có cùng chung một địch nhân đó chính là lục hoàng tử địch nhân của địch nhân chính là minh hữu hừ chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi có thể không tin ta nhưng nếu ta thật muốn đối phó các ngươi chỉ cần hô một tiếng các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ, lần này Hung Nô đến mấy người liếc nhau, ngươi muốn như thế nào? Độc Nương tử nhẹ giọng cười nói rất đơn giản, chúng ta hợp tác, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần chúng ta giết Lục hoàng tử cùng Lục huynh châu, đến lúc đó rắn mất đầu, các ngươi Hung Nô lại tiến công đến gia dự quan. Không phải đơn giản nhiều, người Hung Nô do dự một chút, cái này nguy hiểm quá lớn. Mà lại chúng ta làm sao biết ngươi không phải đang lợi dụng chúng ta? các ngươi lựa chọn được sao nếu là không giết lục hoàng tử các ngươi tiến công gia dự quan có mấy phần thắng người hung nô thương lượng trong chốc lát cuối cùng vẫn là đáp ứng độc nương tử đề nghị tốt chúng ta làm bất quá chúng ta vẫn là phải đi xin ý kiến một chút chúng ta ý của chủ tử độc nương tử hài lòng cười cười tiến đến người hung nô bên tai nói vài câu người hung nô liên tục gật đầu sau đó cấp tốc rời đi thanh lâu trở về mấy người trở về bẩm vương thượng gia dự quan đề phòng xâm nghiêm chúng ta tìm hiểu không ra tin tức hữu dụng gì. Chẳng qua lại gặp một người, nàng nguyện ý cùng chúng ta hung nô hợp tác, ồ, là ai, là trên giang hồ tiếng tâm lừng lẫy độc nương tử. Nàng cùng lục hoàng tử có thù không đội trời chung, nàng biểu thị nguyện ý cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, ám sát lục hoàng tử. Đến lúc đó gia dự quan rắn mất đầu, chúng ta liền có thể thừa cơ tiến công, hung nô vương nghe thủ hạ báo cáo, trầm tư một lát sau nói ra. Cái này độc nương tử tin được không? Vương thượng, Thục hạ cho rằng có thể thử một lần, dù sao nàng cùng lục hoàng tử có thù. Hẳn là sẽ không phản bội chúng ta, mà lại, nếu như kế hoạch thành công, chúng ta liền có thể tùy tiện cầm xuống gia dự quan. Hung nô vương suy xét liên tục, quyết định tiếp nhận độc nương tử đề nghị, cũng phái người cùng nàng liên hệ. Thương thảo kế hoạch hành động cụ thể, cùng lúc đó, lục huynh châu cũng phát giác được trong thành dị dạng, hắn âm thầm điều tra. Phát hiện hung nô giang tế tung tích, đêm hôm ấy, độc nương tử mang theo người cùng hung nô người tụ hợp thừa dịp bóng đêm xông vào lục hoàng tử chỗ phủ đệ người nào binh sĩ phát hiện thích khách lập tức cùng bọn hắn chém dứt lên còn một đường cố ý đem bọn hắn đưa vào trong nội viện nhưng mà độc nương tử lại cho là bọn họ là ngăn cản không được cao hứng mang theo người đuổi theo đi vào chỉ là người mới vừa đi vào nội viện cửa liền bị giam lại vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới độc nương tử một bên ngăn cản mũi tên một bên oán hận nói không tốt, trúng kế. Đến đây hung nô thích khách cũng phà nàng nói đều tại ngươi, đó căn bản là cái cạm bẫy, chúng ta không phụng bồi, chính ngươi chờ chết đi. Nói xong, hung nô thích khách liền nghĩ mang theo người rút lui mà đi, chỉ là lục hoàng tử làm sao có thể tùy tiện thả bọn họ đi đâu. Chương 165, chinh phục hung nô, đã đến, không bằng lưu lại làm khách, gấp cái gì đi đâu, lục hoàng tử nói. Thu thập xong hung nô thích khách, lục hoàng tử quay đầu liền phân phó thị vệ đối phó độc nương tử lần trước để ngươi chạy lần này bản hoàng tử nhìn ngươi chạy thế nào đối với kẻ muốn giết mình lục hoàng tử tự nhiên sẽ không nương tay tăng thêm lục khuynh châu phối hợp lập tức liền đem cái này độc nương tử đánh thành trọng thương nhìn xem thị vệ áp lấy độc nương tử lục hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói đến cùng là ai phái ngươi tới hừ ta nói chẳng lẽ ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao không nói cũng không quan hệ bản hoàng tử có là biện pháp để ngươi mở miệng, lục hoàng tử ánh mắt băng lãnh. Hắn quay người nhìn về phía thị vệ, dẫn đi, thật tốt thẩm vấn, vâng, điện hạ, thuộc hạ tuân mệnh, mang theo độc nương tử rời đi. Rất nhanh độc nương tử liền chống đỡ không được cực hình, nói ra, là tam hoàng tử, là hắn muốn giết ngươi. Đáp án này tại lục hoàng tử trong dự liệu, đổ không có cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới hoàng hậu một phái vẫn là không nghĩ bỏ qua ta. Luôn làm ám sát thủ đoạn, Lục Huynh Châu nhìn xem đầy đất thích khách thi thể, trầm giọng nói hung nô lần hành động này. Xem ra là nghĩ bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết hai chúng ta, gia dự quan nhất định đại loạn, bọn hắn tốt thừa cơ mà vào, đã như vậy. Vậy chúng ta không bằng tương kế tự kế, nhân cơ hội này, chinh phục hung nô, Lục Hoàng tử nói, hai người liếc nhau. Lục Huynh Châu tán dương kế này rất tốt, chẳng qua tam hoàng tử ám sát hành động cho tới bây giờ không đình chỉ qua. Vì để cho sự tình thuận lợi tiến hành, chúng ta còn phải mới hảo hảo loại bỏ một chút trong thành gian tế, là nên thật tốt ra một phen. Liền sợ chúng ta tại chống cự hung nô thời điểm, có người phía sau đâm đao, chuyện như vậy không phải lần một lần hai. Nguyên bản hoàng hậu tại gia dự qua người, cũng tại lần này điều tra bên trong bị nắm chặt ra tới. Hung nô bên kia liên tiếp hai ngày đều không có thu được thích khách tin tức, có chút hoảng hốt, vương thượng. Xem bộ dáng là ám sát thất bại, này chúng ta còn muốn hay không tiến công gia dự quan, đương nhiên muốn, hung nô vương ánh mắt kiên định bây giờ chúng ta đã không có đường lui chỉ có thể liều chết một trận chiến có điều trước phái người đi đường biên giới tìm hiểu một phen nhìn xem thành nội tình huống chúng ta lại chế định tiến công kế hoạch vâng vương thượng ngày kế tiếp hung nô phái người tiến vào thành bên trong mới vừa đi vào trong thành liền tràn ngập khí tức bi thương dân chúng cũng đang sôi nổi nghị luận hung nô thám tử lẫn vào trong đám người nghĩ ý đồ từ gia dự quan bách tính trong miệng thám thính điểm tin tức Ai? Lục Hoàng Tử thật sự là đáng thương, tuổi còn trẻ liền bị thích khách giết chết, đúng vậy a. À. Nghe nói kia Lục Hầu gia cũng bị thích khách đánh thành trọng thương, a, à, không phải nói thích khách đều bị giết sao? Làm sao sẽ còn ra dạng này sự tình? Nghe nói là thích khách bị thu phục thời điểm, Lục Hoàng Tử nhất thời không sẵn sàng. Bị thích khách ám toán, còn có Lục Hầu gia vì ngăn cản thích khách bị đánh thành trọng thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh đâu. Hung Nô Thám Tử nghe được tin tức này thập phần hưng phấn, nhưng vì xác nhận thật giả. Vẫn là đi Lục hoàng tử chỗ phủ đệ Lân Tận dò xét một chút, lúc này phủ đệ treo lên ngoài cửa lụa trắng. Gia dự quan quan viên cùng tướng lĩnh ra ra vào vào ai điếu, gặp tình hình này, Hung nô thám tử lập tức trở về đi bẩm báo Hung nô vương. Hung nô vương nghe vậy, cao hứng nói ha ha, ngươi nói thật chứ, Lục hoàng tử tử vong, Lục huynh châu bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Thám tử nói, về vương thượng, là thật chúng ta tự mình đi lục hoàng tử chỗ phủ để xác nhận tin tức, ngoài cửa còn treo đầy lụa trắng. Gia dự quan quan viên đều đi tế bái, tốt, tốt, quá tốt, có ai không, mau mời các vị tướng quân đến đây. Lần này chúng ta nhất định phải cầm súng gia dự quan, lại một đường tấn công vào kinh thành. Hung nô vương cùng các vị tướng lĩnh thương thảo xong kế hoạch tác chiến về sau, tràn đầy phấn khởi nói, lần này. Cô muốn đích thân mang 10 vạn đại quân xuất chinh, cô nhất định phải đem thiết kỵ bước vào Trung Nguyên, Đến lúc đó, cô nhìn ngày đó hướng hoàng thượng còn có thể như thế nào ổn thỏa long ỷ, mấy ngày về sau, gia dự quan bên ngoài cát vàng đầy trời. Hung nô đại quân áp cảnh, lần này hung nô trong nước binh sĩ gần như xuất động, chỉ lưu một bộ phận tại trong nước thủ vệ. Trên tường thành, Lục hoàng tử dẫn đầu chúng tướng sĩ trận địa sẵn sàng, cho ta xông, hung nô vương ra lệnh một tiếng. Vô số hung nô binh sĩ giống như thủy triều tuôn hướng gia dự quan, Lục hoàng tử nhìn xem dưới cổng thành đại quân sai người đem vũ khí mới mang tới đây là một cái cơ một phi đi chim phía trên cột thuốc nổ phóng lục hoàng tử ra lệnh một tiếng binh sĩ liền đem những cái này phi hành chim thả ra hướng phía hung nô đại quân phương hướng bay đi chỉ nghe thấy phịch một tiếng thuốc nổ nổ chết không ít hung nô binh sĩ lục hoàng tử thấy hiệu quả như thế rung động lập tức phân phó binh sĩ thả càng nhiều phi hành chim hướng phía hung nô đại quân bay đi đồng thời trên cổng thành cung nỏ cũng phối hợp phát xạ trong lúc nhất thời hung nô đại quân liền hao tổn không ít cũng làm cho những binh lính này sĩ khí sa sút hung nô vương nhìn lấy binh lính của mình không ngừng chết thảm tức giận không thôi hắn quơ trong tay đại đao chỉ huy binh sĩ tiếp tục công thành giết cho ta chỉ cần đánh vào da dự quan lấy lục hoàng tử trên cổ đầu người cô liền phong ai là hộ quốc đại tướng quân nhưng mà lục hoàng tử sớm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị hắn ra lệnh các binh sĩ khởi động phòng thành công sự lợi dụng các loại cơ quan cạm bẫy cùng thiết kế phòng ngự để hung nô quân đội lâm vào khốn cảnh lúc này lục khuynh châu chính mang theo một nhóm đại quân chạy tới hung nô đại bản doanh hung nô vương mang binh ở tiền tuyến tác chiến phía sau nhất định nhân thủ trống rỗng cái này kêu là làm nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn hung nô vương tử vừa bị chuột trở về không lâu hung nô vương liền không có để hắn ra tiền tuyến mà là lưu thủ phía sau nhưng mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lục khuynh châu đánh vào mình đại bản doanh coi như nghĩ ngăn cản cũng là có lòng không đủ lực hung nô vương tự oán hận nói lục huynh châu ngươi thật sự là âm hiểm vậy mà thừa dịp đại quân chúng ta tiến công gia dự quan đến bọc đánh chúng ta phía sau lục huynh châu cười ha ha âm không âm hiểm ta không biết chỉ cần phương pháp hữu dụng là được còn nữa các ngươi hung nô tạch tâm bất tử thời thời khắc khắc nghĩ đến xâm chiếm triều ta ta sao lại tha các ngươi làm hung nô vương ở tiền tuyến liên tiếp lui bại mà lục huynh châu cầm hung nô vương tử trên cổ đầu người xuất hiện lúc hung nô vương cũng nhịn không được nữa, một hơi lão huyết phun ra, bây giờ hung nô vương chỉ còn lại thở ra một hơi. Hung nô vương lại chết rồi, lần này hung nô các binh sĩ ngồi không yên, nhau nhau lựa chọn đầu hàng, hung nô đám đại thần gặp tình hình này. Liền biết bọn hắn nếu là hiện tại không đầu hàng, cũng sẽ giết chết, chỉ có thể thảo luận một phen, hướng lục hoàng tử đưa ra đầu hàng sách. Lục hoàng tử thu được đầu hàng sách, lập tức phái người đi cùng hung nô đàm luận đầu hàng điều khoản lần này chúng ta đại thắng hung nô, hung nô đã đệ trình đầu hàng sách, các ngươi liền đi hung nô tiến hành đầu hàng điều khoản đàm luận đi. Luận đàm luận còn phải nhìn một mép lợi hại quan văn, võ tướng nhóm chỉ có thể ao ước nhìn xem, lần này. Các quan văn có thể tính mở mày mở mặt, vân, điện hạ, chương 166, Khải Hoàng hồi triều. Triều ta một mực thụ hung nô quấy rối mấy chục năm, hiện tại một khi chinh phục hung nô. Các quan văn đều tranh nhau muốn hung nô ký kết lợi cho triều ta điều khoản, hung nô sứ thần nhìn xem những cái này điều khoản đầu trận trận biến đen chúng ta không đồng ý các ngươi chế định những cái này điều khoản quá mức đây quả thực là bá vương điều khoản triều ta sứ thần nghe vậy nháy mắt hỏa lực mở rộng trực tiếp mắng hừ bá vương điều khoản sau đây càng bá vương điều khoản còn có đây này các ngươi muốn hay không a à, đúng đấy các ngươi tấp nập xâm phạm triều ta biên cảnh mấy chục năm những cái này điều khoản đều là cho chúng ta bồi thường các ngươi mù kêu to cái gì ta nhìn a à, bọn hắn là không nghĩ ký đầu này khoảng là muốn ăn chúng ta hỏa lực đúng vậy a à, các ngươi là muốn làm vong quốc nô vẫn là muốn sống làm cái nước phụ thuộc chính các ngươi chọn đi hung nô sứ thần bị đổi phải không lời nào để nói nhưng lại không cam tâm cứ như vậy trở về phục mệnh cho nên bọn họ nghĩ nghĩ quyết định khai thác kéo dài chiến thuật những cái này điều khoản chúng ta cần thời gian suy xét có thể hay không thư thả mấy ngày triều ta sứ thần xem thấu tâm tư của bọn hắn cười lạnh nói có thể chẳng qua sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn độ. Nếu như các ngươi một mực kéo dài, chúng ta đem coi là các ngươi vô ý hòa đàm, tự gánh lấy hậu quả, hung nô sứ thần bất đắc dĩ. Đành phải mang theo điều khoản trở về doanh địa, bọn hắn biết rõ, nếu như không ký tên những cái này điều ước, chỉ sợ khó mà lắng lại Triều ta lửa giận, nhưng nếu ký, sau khi về nước lại sợ không cách nào hướng Hung nô vương bàn giao. Hung nô vương bây giờ chỉ còn lại thở ra một hơi, nghe những cái này điều khoản nội dung kém chút không có trực tiếp tắt thở. kinh người quá đáng, kinh người quá đáng. đám đại thần nói, vương thượng, thiên triều bên kia thái độ cường ngạnh, không muốn làm nhượng bộ. nếu là chúng ta không đồng ý, liền để chúng ta vong quốc. không phải cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành bọn hắn nước phụ thuộc. lúc này, hung nô vương hậu còn có phi tần nhóm khóc nói vương thượng, chúng ta còn có tiểu vương tử cùng tiểu công chúa đâu? mời vương thượng vì bọn họ suy nghĩ a, à, đúng vậy a, à, vương thượng lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần tiểu vương tử tiểu công chúa nhóm còn sống liền có hy vọng, đám đại thần cũng khuyên nhủ vương thượng, vương hậu nói rất đúng. Chỉ cần quốc gia của chúng ta vẫn còn, chọn định một vị tiểu vương tử kế vị, coi như trở thành nước phụ thuộc. Chúng ta tương lai còn có khôi phục hy vọng, Hung nô vương nghe vậy, nhìn về phía một đám quỳ gối hắn bên giường hài tử, thở dài, nói, thôi. Đồng ý yêu cầu của bọn hắn đi, Hung nô xem như hủy ở cô trên tay cô hy vọng về sau các ngươi có thể khôi phục hung nô vâng phụ vương hung nô vương nhìn về phía đám đại thần nói cô thân thể này chống đỡ không được bao lâu các ngươi cảm thấy chọn ai kế vị phù hợp đổi lại trước kia mọi người là vương vị tranh đến đầu rơi máu chảy hiện vào lúc này chọn ai đi lên lúc nào cũng có thể bị thiên triều hoàng đế giết chết cho nên phi tần nhóm đều không nghĩ con của mình mạo hiểm mắt thấy mọi người lẫn nhau từ chối hung nô vương hỏa khí càng sâu Chẳng lẽ các ngươi liền cái này vương vị cũng không dám ngồi rồi? Như thế sợ chết, chúng ta người Hung Nô cốt khí đâu, lúc này. Một vị không đáng chú ý phi tần mang theo mình hài tử ra tới nói hoàng thượng, ngươi nhìn 17 vương tử như thế nào. Đây là Hung Nô vương nhỏ nhất vương tử, chỉ có 6 tuổi, lại mẹ đẻ chỉ là một cái nô tỳ, Hung Nô vương nhìn về phía đứa bé kia. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng nhìn rất là thông minh, ngươi nguyện ý ngồi tại vị trí này bên trên, thủ hộ Hung Nô sao? phụ vương. Nhi thần nguyện ý, tốt, kia cô liền truyền vị cho ngươi, chỉ là bọn hắn không biết là. Cái này 17 vương tử là lục hoàng tử cùng lục huynh châu chọn định người tốt, một con rối thôi, tăng thêm tuổi còn nhỏ tốt khống chế. Mẫu tộc thế lực cũng không hiện, gia dự quan công việc xử lý xong, lục hoàng tử liền dẫn ký kết tốt khế ước khải hoàng hồi triều. Trước khi đi, hắn muốn đi tiếp cử cử cùng một chỗ hồi kinh, cử cử, ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi kinh đi, để ta chiếu cố thật tốt ngươi không được điện hà ta như vậy trở về cũng là cho ngươi thêm phiền phức huống chi tội lỗi của chúng ta còn không có đạt được trầm oan đắc tuyết ta muốn tiếp tục tìm kiếm đi chứng cứ thế nhưng là lục hoàng tử còn muốn thuyết phục lại bị đánh gãy điện hà không cần lo lắng ta trái phải hiện tại ta chẳng qua là nát mệnh một đầu nhưng là ta cũng muốn dùng đầu này nát mệnh làm chút chuyện vì vương gia chúng ta rửa sạch oan khuất tốt a à. kia cử cử ngươi thật tốt bảo trọng lần này trở về cũng không thuận lợi trên đường ám sát vẫn như cũ không ngừng lục hoàng tử cũng may mắn mình không mang cửu cửu trở về không phải rất dễ dàng bại lộ hắn sẽ chỉ hại tính mạng của hắn hoàng thượng biết được lục hoàng tử chinh phục hung nô khải hoàng hồi triều cao hứng tự mình dẫn theo văn võ bá quan ở cửa thành nghênh đón đây chính là vô thượng vinh quang cũng đại biểu hoàng thượng coi trọng lục hoàng tử hoàng hậu tự nhiên cũng là cùng đi hoàng thượng ở cửa thành chờ cái này lục hoàng tử lần lượt vượt trên nàng giật để hắn không có ngày nổi danh bây giờ nàng còn phải mang theo khuôn mặt tươi cười đến đây nghênh đón, sao có thể không để cho nàng hận. Mà tam hoàng tử càng không cần nói, khi oán hận biểu lộ cùng ánh mắt giấu đều giấu không được. Để hoàng thượng không khỏi chán ghét nhìn hắn một cái, lục hoàng tử xuất lĩnh quân đội vào thành, dân chúng nhảy cẩn hoang hô, nhưng mà... Lục hoàng tử tự nhiên cũng chú ý tới hoàng hậu trên mặt giả cười cùng trong mắt quán hận, làm phiền phụ hoàng, mẫu hậu đến đây nghênh đón. Ha ha, trở về liền tốt. Trẫm trong cung vì ngươi chuẩn bị tiệc ăn mừng, Lục hoàng tử hướng hoàng đế bẩm báo hung nô tình hình chiến đấu. Hoàng đế đối thành tựu của hắn khen không dứt miệng, cũng ban thưởng phần thưởng phong phú. Lúc này hoàng hậu cũng nhịn không được nữa nói xấu, "Hoàng thượng, Lục hoàng tử như thế tiền đồ, chắc hẳn rất nhanh liền có thể vì ngài phân ưu chính vụ." Lục hoàng tử nhìn xem hoàng hậu, nghĩ đến ngoại tổ phụ một án cùng hoàng hậu có quan hệ, trong mắt rét lạnh ý tứ càng sâu, hắn chấp tay nói nhi thần niên kỷ còn nhẹ còn cần nhiều hơn lịch luyện mà lại hoàng huynh cũng tại triều đình triều đình sự tình có hắn là đủ hoàng hậu còn muốn nói thêm gì nữa lại bị hoàng đế đánh gãy lão lục nói đúng hắn vừa hồi cung để hắn nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian nói xong hoàng đế nhìn về phía lục hoàng tử lão lục ngươi một đường buôn ba vất vả về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi ban đêm tiến cung tham gia cung yến đa tạ phụ hoàng lục hoàng tử quay người rời đi hắn đã rời đi kinh thành hơn nửa năm không biết linh vi thế nào không kịp chờ đợi muốn trở về nhìn nàng một cái vừa bước vào phủ đệ liền tìm kiếm kinh linh vi thân ảnh thấy được nàng tại trong hoa viên lập tức kêu lên linh vi ta trở về kinh linh vi biết lục hoàng tử hôm nay trở về nhưng nghe đến thanh âm của hắn vẫn còn có chút không dám tin chạy chậm đến đi qua ôm lấy hắn điện hạ lục hoàng tử nhìn xem nàng bụng phệ bụng lập tức hù chết linh vi đừng chạy cẩn thận một chút cái này bụng làm sao như thế lớn rồi Tinh linh vi nhịn không được cười nói điện hạ, ngươi đều rời đi bao lâu. Hài tử tại trong bụng khẳng định hội trưởng A, lục hoàng tử sờ lấy bụng của nàng. Ấy nấy nói hài tử tại trong bụng không có làm ầm ý ngươi đi, ta không trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, Kinh linh vi cười lắc đầu. Không khổ cực, hài tử mặc dù có chút làm ầm ý, nhưng cũng là bình thường. Huống chi êm êm tỷ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới vì ta nhìn xem bệnh, lục hoàng tử gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đúng phụ hoàng vì ta tổ chức tiệc ăn mừng, đợi chút nữa ngươi theo giúp ta tiến cung. Được, chương 167, sinh non, ban đêm. Kinh Linh Vi cùng đi lục hoàng tử vào cung tham gia yến hội, lần này chinh phục hung nô là đại hỷ sự. Lần này tiệc ăn mừng cả triều văn võ đều muốn mang theo gia quyến tham gia, Kinh Linh Vi thân mang hoa phục, mặt mỉm cười. Đi theo lục hoàng tử đi vào cung điện, trên yến hội, ca múa mừng cảnh Thái Bình, ăn uống linh đình, đám người tiếng cười nói vui vẻ lục hoàng tử mang theo kinh linh vi hướng hoàng đế sau khi hành lễ liền tìm một chỗ ngồi xuống vừa ngồi xuống liền trông thấy thôi nhân nhân cùng lục Huynh châu đi đến kinh linh vi hô êm êm tỉ nơi này thôi nhân nhân đi tới ngồi tại bên cạnh nàng nhỏ giọng nói mấy ngày không đi cho ngươi xem xem bệnh thân thể không có dị dạng a kinh linh vi cười nói không có chính là tiểu gia hỏa này gần đây có chút làm ầm ĩ không biết có phải hay không là biết cha hắn cha trở về Thôi nhân nhân treo chọc nói xem ra là nghĩ hắn cha á. Vừa dứt lời, tam hoàng tử mang theo thôi quyển tình đi đến. Ngồi tại bọn hắn đối diện, tam hoàng tử cầm bầu rượu lên liền uống lên rượu buồn. Trận này tiệc ăn mừng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lục hoàng tử đắc ý giàu giạt, Thôi uyển tình thoáng nhìn kinh linh vi. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia đố kỵ. Vì cái gì người khác đều có thể mang thai, liền nàng không thể. Đến bây giờ bụng của nàng cũng còn không có động tĩnh, Nàng chú ý tới Thôi Uyển Tình ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua mình. Phản phất ẩn giấu đi tâm tư gì, nhưng trong lòng nổi lên một tia bất an. Lúc này, hoàng đế đứng dậy, dơ cao chén rượu. Tuyên bố tiệc rượu chính thức bắt đầu, hôm nay triều ta chinh phục hung nô, biên cảnh đã không còn chiến tranh. Là triều ta một chuyện may lớn, các vị ái khanh, cùng một chỗ nâng chén cộng ẩm, đám người nhau nhau nâng chén, chúc mừng thắng lợi. Nhạc khúc vang lên, vũ cơ nhóm nhẹ nhàng múa lên, Tam hoàng tử lúc này đã có chút men say, nhìn xem đối diện lớn bụng kinh linh vi. Nhìn nhìn lại bên cạnh Thôi Uyển Tình, trong lòng nộ khí không chỗ phát tiết, chỉ có thể hướng Thôi Uyển Tình phát tiết nói. Nhìn xem người ta lục đệ chính là có phúc khí A, đứa nhỏ này đều nhanh sinh, ngươi đây, đến bây giờ bụng cũng không có động tĩnh, thật là vô dụng. Thôi Uyển Tình nghe vậy, sắc mặt đều vặn vẹo, vị khuất nói điện hạ, cái này sinh con cũng không phải ta chuyện của một cá nhân. Tam hoàng tử hiếp hiếp mắt, âm tà nhìn xem nàng, ý của ngươi là bản hoàng tử thân thể có vấn đề. Nhìn xem tam hoàng tử sắp nổi giận thần sắc, thôi viễn tình chỉ có thể trấn an nói điện hạ bất giận, thiếp thân không có nói như vậy. Hừ, nếu là ngươi lại không mang thai được hài tử, vậy bản hoàng tử liền phải quản nạp thiếp thất, ngươi đến lúc đó làm chính phi. Tốt nhất tha thứ rộng lượng một chút, vâng, điện hạ, thôi viễn tình cắn răng nói, lần này yến hội, lục hoàng tử là nhân vật chính. Không ít đại thần, hoàng hoàng thân quốc thích tộc tới mời rượu, kinh linh vi có chút chịu không được cái này mùi rượu, liền lấy cớ khó chịu. Rời đi chỗ ngồi, điện hạ, ta muốn đi bên ngoài hít thở không khí, ta đưa ngươi đi, kinh linh vi nghe vậy. Vội và ngăn cản hắn, không cần, điện hạ, hôm nay ngươi là nhân vật chính, không tốt rời tiệc, ta hít thở không khí, đợi lát nữa liền trở lại. Lục hoàng tử nhìn xem tới mời rượu đại thần, chỉ có thể bất đắc dĩ nói tốt a à. vậy ngươi cẩn thận một chút, nàng đi ra ngoài. Ở ngoài điện trong hoa viên làm sơ nghỉ ngơi, cái này hoàng cung vườn hoa chính là không giống, phá lệ hoa lệ. Kinh linh vi dạo bước tại trong bụi hoa, hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được, bỗng nhiên, nàng nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, nhìn lại. Vậy mà là thôi uyển tình, thôi uyển tình nhìn thấy kinh linh vi, trong mắt lóe lên một tia oán hận, tam hoàng tẩu, kinh linh vi chào hỏi. Thôi uyển tình vừa bị tam hoàng tử trào phúng xong, trong lòng chính kìm nén bực bội đâu, trông thấy kinh linh vi cũng ở nơi đây cười lạnh một tiếng, đệ muội hiện tại tốt phong qua Nga, không trong điện, làm sao ra tới nơi này, kinh linh vi sửng sốt, tam hoàng tẩu. Lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu, thôi viễn tình chỉ vào kinh linh vi bụng, ngươi mang thai lục hoàng tử hài tử. Không phải liền là nghĩ sinh hạ hoàng trưởng tôn, tốt đặt ở trên đầu ta sao, kinh linh vi lạnh giọng nói, tam hoàng tẩu lời này quá phận đi. Đứa nhỏ này sự tình đều là tùy duyên, thượng thiên ban cho ta, ta chưa từng có nghĩ tới đặt ở ai trên đầu, thôi uyển tình lại không tin ngươi thiếu gạt người như ngươi loại này nữ nhân ta thấy nhiều kinh linh vi không nghĩ lại cùng nàng tranh chấp xuống dưới quay người chuẩn bị rời đi thôi uyển tình lại đột nhiên vươn tay ý đồ xô đẩy kinh linh vi kết quả kinh linh vi một cái không có đứng vững té ngã trên đất a à, kinh linh vi vẫy một hồi bụng đột nhiên đau nhất kinh linh vi thiếp thân nô tỳ cũng không có nghĩ đến thôi uyển tình sẽ lớn mật như thế vội vàng đỡ dậy kinh linh vi tiểu thư ngươi không sao chứ, có ai không, người tới đây mau, thôi uyển tình trông thấy cái này nô tỳ nghĩ hô người tới. Vội vàng để bên cạnh mình nha hoàng giữ chặt nàng, nhưng mà, đi ra ngoài tìm người thôi nhân nhân nghe được động tĩnh, vội vàng đi tới. Trông thấy cảnh tượng này, vội vàng quát lớn các ngươi đang làm gì, Linh Vi, ngươi không sao chứ, em em tỷ bụng của ta đau quá. Lúc này, lục hoàng tử cùng lục huynh châu cũng đi tới, thôi nhân nhân vội vàng hô nhanh, mau đưa Linh Vi ôm vào trong cung điện nàng có thể muốn sinh lục hoàng tử ôm lấy kinh linh vi vội vàng hướng trong cung điện chạy tới vừa chạy vừa hô truyền thái y nhanh trong cung điện một mảnh không khí khẩn trương các thái y bận rộn vì kinh linh vi kiểm tra mà lục hoàng tử thì ở một bên lo lắng chờ đợi hoàng thượng giá lâm theo một tiếng hô to hoàng đế cũng chạy đến thế nào rồi hoàng đế vội vàng hỏi các thái y cung kính trả lời hồi hoàng thượng lục hoàng tử phi bị kinh hãi khả năng trong bụng hài tử muốn sinh non Hoàng thượng nói, nhất định phải toàn lực trị liệu lục hoàng tử phi, để nàng thuận lợi sinh hạ hài tử, vâng, hoàng thượng. Phân phó xong, hoàng thượng nhìn về phía đám người, giận dữ hỏi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, lục hoàng tử phi tại sao lại bị kinh sợ. Kinh linh vi thiếp thân nô tỳ vội vàng quỳ xuống nói hồi hoàng thượng, là tam hoàng tử phi, là tam hoàng tử phi đẩy tiểu thư của chúng ta. Thôi viễn tình hoảng hốt sợ hãi, nói hưu nói vượng, người dám nói xấu ta, chúng ta chẳng qua tranh chấp vài câu là nàng không cẩn thận ngã sấp xuống, không liên quan gì đến ta, nhưng mà lục hoàng tử lại không tin nàng lý do thoái thác. Hung ác nhìn xem nàng, nếu là Linh Vi có cái gì không hay xảy ra, bản hoàng tử tuyệt không bỏ qua ngươi, tam ca. Ngươi tốt nhất cho ta một câu trả lời, tam hoàng tử gặp tình hình này, biết không gánh nổi thôi uyển tình. Không thể lại để cho thôi uyển tình ảnh hưởng hắn, mặc cho phụ hoàng xử trí, hoàng thượng hạ lệnh có ai không. Đem tam hoàng tử phi mang xuống đánh 30 đại bản, giam cầm tam hoàng tử trong phủ, vì lục hoàng tử phi sao chết kinh thư cầu phúc, vâng. Hoàng thượng, thôi viễn tình khóc kể lễ hoàng thượng tha mạng A, à, phụ thân mau cứu ta. Thừa tướng nhìn xem thôi viễn tình bộ dáng có chút không đành lòng, nhưng trông thấy hoàng thượng chấn nộ thần sắc. Mình dù cho cầu tình cũng không làm nên chuyện gì, sẽ còn chọc giận hoàng thượng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kinh linh vi tiếng kêu càng ngày càng đau khổ, rốt cục, tại mọi người trong chờ mong, một tiếng hài nhi khóc lóc tiếng vang triệt toàn bộ cung điện. Kinh Linh Vi mỏi mệt cười cười, nhìn xem bên cạnh hài tử, trong lòng tràn ngập sơ là mẹ người vui sướng, chương 168, trăng tròn. Ban tên chữ, sinh, là cái nam hài, thái y mừng rỡ ra tới bẩm báo, hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, ha ha, tốt. Nhanh ôm ra cho trẫm nhìn xem, lục hoàng tử ôm lấy hài tử, đem hắn đưa đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn xem mũm mỉm hồng hồng hài tử, trong lòng mười phần vui sướng, đây chính là hắn cái thứ nhất hoàng trưởng tôn đâu. Đứa nhỏ này mặc dù sinh non, nhưng là không có cái gì trở ngại, ngược lại là kinh linh vi thân thể thâm hụt, phải thật tốt bồi bổ. Để thái y viện thật tốt vì lục hoàng tử phi chẩn trị, mặt khác cần gì thuốc bổ, cứ việc đưa qua, đúng, đợi hài tử trăng tròn. Trẫm muốn đích thân vì hắn đặt tên, lục hoàng tử tạ ơn nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng, có thể được hoàng thượng tự mình ban tên có thể thấy được hoàng thượng nhìn nhiều trọng đứa nhỏ này, lục hoàng tử đem kinh Linh Vi cùng hài tử mang về lục hoàng tử trong phủ. Linh Vi, ngươi vừa sinh sản xong, vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, ta để người đi cho hài tử tìm nhũ mẫu, được rồi, điện hạ. Kinh Linh Vi nhìn xem hài tử ngủ say dáng vẻ, cũng hạnh phúc lâm vào trong giấc ngủ, nàng xác thực quá mệt mỏi. Dực khôn cung bên trong, hoàng hậu nhìn xem bị trượng đánh xong thôi quyển tình, trong mắt không cầm được kết bỏ nổi giận mắng thật sự là ngu xuẩn, cũng dám trong hoàng cung công nhiên đối lục hoàng tử phi động thủ, không có đầu óc. Thôi Uyển Tình lúc này bị đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, mở miệng nói chuyện đều gian nan, chỉ có thể chịu đựng hoàng hậu giận mắng. Mẫu hậu, chính nàng không mang thai được thì thôi, nghĩ đối kinh linh vi động thủ cũng không động não. Lần này phụ hoàng khẳng định sẽ đem tội đều tại chúng ta trên đầu, Thôi Uyển Tình cố nén đau đớn trên người, hướng hoàng hậu cầu xin tha thứ. Mẫu hậu, thiếp thân biết sai, Thiếp thân chính là nhất thời xúc động, hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, được rồi. Lần này trở về ngươi liền hảo hảo dưỡng thương, trong phủ nội vụ ngươi cũng không cần quản, giao cho Trắc phi. Bản cung sẽ vì Dực nhi nhiều tìm kiếm mấy cái thiếp thất vì hắn khai chi tán dịp, thôi uyển tình không dám tin, mẫu hậu. Ta tốt xấu là điện hạ chính phi a, sao có thể đối với ta như vậy, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này. Có năng lực quản lý Dực nhi trong phủ nội vụ sao? Hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói nàng vết thương trên người là hoàng thượng hạ lệnh trượng đánh, thái y viện cũng không có người dám vì nàng trị liệu. Trở lại tam hoàng tử phủ đệ, tam hoàng tử cũng chỉ là tùy ý tìm cái đại phu cho nàng, hoa hương cho phép biết thôi uyển tình hạ tràng. Không để cho nàng cấm cười ra tiếng, thật sự là đại khoái nhân tâm, thôi uyển tình nằm ở trên giường, trong lòng tràn ngập oán hận. Vết thương trên người bởi vì trị liệu trễ, lưu lại vết sẹo, nàng âm thầm thề, nhất định phải làm cho kinh linh vi cùng thôi nhân nhân trả giá đắt đều là các nàng hại nàng thành dạng này cai phu nhân biết được kinh linh vi sinh ngày thứ hai liền tới nhà đến thăm nàng ôm lấy hài tử yêu thích không buông tay đứa nhỏ này dáng dấp thật tốt không giống ngươi khi còn bé vừa sinh ra giống gió kinh linh vi một mặt vui vẻ nhìn xe mẫu thân cùng hài tử nào có ngài nói mình như vậy nữ nhi người một nhà vui vẻ hòa thuận cai phu nhân nói đúng nhũ mẫu ta đã cho ngươi tìm xong là chính chúng ta người chiếu cố tiểu hoàng tôn ngươi cũng có thể yên tâm Đa tạ mẫu thân, Điện Hạ còn nói nhớ đi tìm một cái nhũ mẫu đâu, hiện tại mẫu thân đưa người đi tới, chúng ta đổ bớt việc. Nhìn xem treo đùa hài tử Kinh Linh Vi, cai phu nhân muốn nói lại thôi, Linh Vi, làm sao vậy, mẫu thân? Ngươi bây giờ vừa sinh sản xong, không tiện hầu hạ Điện Hạ, Điện Hạ hắn, mẫu thân biết nói cho ngươi lời này có chút đã thương người. Nhưng nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, này thời gian lâu, cũng sẽ nhận không được, Kinh Linh Vi rõ ràng chính mình mẫu thân ý tứ thế nhưng là mình vừa sinh sản xong, liền để nàng cho lục hoàng tử tìm người mới, nàng làm không được, mẫu thân, để ta ngẫm lại đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa lục hoàng tử đi đến, nhạc mẫu, ta có linh vi một người là đủ, huống chi bản hoàng tử cũng không phải kia háo sắc người. Nàng vừa vì ta sinh hài tử, ta làm sao cũng không thể phụ lòng nàng, kinh linh vi nghe vậy, cảm động nói điện hạ, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy lục hoàng tử như thế giữ gìn kinh linh vi, gai phu nhân cao hứng không thôi, ai, là ta lắm miệng, còn mời điện hạ chớ trách. Linh Vi là cái có phúc khí, có thể được điện hạ như thế yêu thương. Một tháng trôi qua rất nhanh, tiểu hoàng tôn béo lên không ít. Hắn trăng Tròn Yến cũng chuẩn bị bắt đầu. Ngày này đến đây chúc mừng đại thần nối liền không dứt. Chúc mừng a, à, lục điện hạ mừng đến quý tử. Đúng vậy a, à, chúc mừng lục điện hạ. Đây chính là hoàng thượng cái thứ nhất hoàng trưởng tôn đâu. Đa tạ các vị. Lục hoàng tử chấp tay nói trên yến hội lục hoàng tử mang theo kinh linh vi bốn phía mời rượu, cảm tạ đám người đến. Mà tam hoàng tử lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem, trong lòng tràn đầy đố kỵ cùng oán hận, nhìn xem náo nhiệt tràn cảnh. Hắn cũng có vẻ không hợp nhau, lúc này, hoàng đế xuất hiện, hoàng thượng giá lâm, lục hoàng tử vội vàng tiến lên nói. Cung nên phụ hoàng, đám đại thần cũng nhao nhao hành lễ, cung nên hoàng thượng, hoàng thượng phất phất tay. Hôm nay là hoàng trưởng tôn trăng tròn yến, không cần đa lễ, hắn cười đi đến tiểu hoàng tôn trước mặt, từ ái vuốt ve khuôn mặt nhỏ của hắn. Người tới, đem trẫm chuẩn bị lễ vật trình lên, bọn thái giám bưng một cái tinh xảo hộp đi lên phía trước, hoàng đế mở hộp ra. Bên trong là một khối ống ánh sáng long lanh ngọc bội, đây là trẫm đặc biệt vì hoàng trưởng tôn chuẩn bị trăng tròn lễ vật. Hy vọng hắn khỏe mạnh trưởng thành, hoàng đế đem ngọc bội treo ở tiểu hoàng tôn trên cổ, kinh linh vi lập tức tạ ơn, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Hoàng đế cười cười, đây là hẳn là, đúng, trẫm cho hắn lấy cái danh tự, liền gọi An Yến đi, hy vọng về sau triều ta biển thanh hà yến. Bách Tính An cư lạc nghiệp, cũng hy vọng hắn tương lai có thể như danh tự này, điềm lành an khang, An Yến, tên rất hay. Nhi thần đa tạ phụ hoàng, mọi người ở đây cũng rối rít hô theo, tán dương danh tự này lấy được tốt, tiểu hoàng tôn thật có phúc khí. Có thể được hoàng thượng ban tên, danh tự này ngụ ý vô cùng tốt, có thể thấy được hoàng thượng đối tiểu hoàng tôn mong đợi tam hoàng tử trong đám người nhìn xem đám người lấy lòng lục hoàng tử biến sắc hắn nắm chặt nắm đấm chịu đựng đố kỵ âm thầm miếng răng nghiến lợi hoàng thượng ban tên tin tức rất nhanh truyền đến trong hậu cung phi tần khác thì thôi hoàng hậu nghe được danh tự này tức giận đến sắc mặt đều vặn vẹo thiếp thân ma ma nói hoàng hậu nương nương an yến an yến biển thanh hà yến xem ra hoàng thượng rất là coi trọng đứa nhỏ này a à, a à, nào chỉ là coi trọng hoàng thượng không chỉ có coi trọng đứa nhỏ này cũng càng coi trọng lục hoàng tử, nói không chừng thái tử vị trí đều muốn cho lục hoàng tử. Hoàng hậu cười lạnh nói, cái này, hoàng hậu nương nương, vậy chúng ta tam điện hạ làm sao bây giờ? Hoàng hậu cắn răng nói không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải có hành động, đế vị chỉ có thể là dực nhi. Hoàng hậu ý của nương nương là, hoàng thượng phân phó nói đi, nói cho thanh hư tử, dùng hắn thời điểm đến, sự kiện kia có thể tiến hành. Hoàng thượng, đã ngươi bất nhân, đừng trách ta bất ngờ, Dực Nhi là trung cung con trai trưởng, cái này để vị chuyện đương nhiên là hắn. Là hoàng hậu nương nương, chương 169, trọng yếu nhân chứng, vương minh thần thu được lục hoàng tử tin tức. Biết được tiểu hoàng tôn vậy mà đã trăng tròn, hắn rời đi thời điểm nghe nói lục hoàng tử phi còn không có sinh sản. Làm sao trở về một chuyến nhanh như vậy hài tử đều trăng tròn rồi, vương tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là đem thám thính đến tin tức chi tiết báo cho. Chủ tử, nghe nói lục hoàng tử phi là sinh non, chuyện gì xảy ra, vương minh thần nhíu mày hỏi. Vương tiêu đem chuyện đã xảy ra nói một trận, lại là hoàng hậu một phái người dở trò quỷ. Vương minh thần nghe xong trong lòng đối bọn hắn càng thêm căm hận, chúng ta chuyện nơi đây cũng đều an bài tốt. Qua hai ngày liền đi kinh thành nhìn xem cháu ngoại trai đi, vâng, chủ tử, vương minh thần trong lòng mong nhớ cháu ngoại trai. Đồng thời cũng đối hoàng hậu một đảng hành động càng phát ra bất mãn, hắn âm thầm mưu đồ, quyết định trước khi đến Kinh Thành trên đường. Thuận tiện sưu tập càng nhiều liên quan tới Hoàng hậu một đảng chứng cứ phạm tội. Hai ngày sau, Vương Minh thần mang theo thân tính nhóm đạp lên tiếng về Kinh Thành đường xá. Hắn bây giờ thân thể ngồi lắc lư xe ngựa thực sự khó chịu. Cho nên trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, tiêu hao không ít thời gian. Vương tiêu, phía trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Vâng, chủ tử, vừa dứt lời, xe ngựa liền khẩn cấp đột nhiên ngừng lại. Làm sao rồi? Vương tiêu nói, chủ tử phía trước có một đoàn người đang đánh nhau ta đi qua nhìn một chút hắn đi tới chỉ thấy một đám người vây quanh một người quần áo lam lũ người ẩu đả các ngươi đang làm gì vì sao tại giữa đường cản trở đánh nhau đoàn người này đều là thôn dân phụ cận trông thấy người tới tức giận giải thích nói cái này người trộm cắp chúng ta trồng đồ vật đã không phải là lần một lần hai đúng vậy a à, không đánh hắn mấy lần cũng không biết thu liễm lần nào đến đều trộm chúng ta bách tính trồng ít đồ dễ dàng sao Vương Tiêu nhìn thoáng qua co quắp tại trên đất kẻ lang thang, từ trong ngực móc ra một điểm ngân lượng cho những thôn dân này, những cái này coi như cho các ngươi đền bù đi, tha hắn một lần. Đừng ngăn tại giữa đường, chúng ta còn muốn đi đường đâu? Các thôn dân nhìn thấy ngân lượng, con mắt đều sáng, cầm qua ngân lượng nói tốt a, à. coi như số ngươi gặp may, lần này có người giúp ngươi, lần sau còn dám trộn đồ đạc của chúng ta thử xem. Thôn dân sau khi đi, Vương Tiêu nhìn về phía trên đất kẻ lang thang, đem hắn đưa đến bên đường nói tốt ngươi đi đi về sau đừng trộn người ta đồ vật vương tiêu một đoàn người tiếp tục đi đường chỉ là tại đội ngũ đằng sau kẻ lang thang một mực lặng lẽ sờ sờ đi theo đến một chỗ dòng sông bên cạnh vương minh thần phân phó người ngừng lại ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi ngày mai lại đi đường được rồi chủ tử vương minh thần ngồi thật lâu xe ngựa bây giờ xuống tới hô hấp hạ cái này không khí mới mẻ trong lòng đều thoải mái chủ tử ta đi bắt điểm cá đi lên nướng đi thôi vương tiêu chỉ chốc lát sau liền bắt mấy con cá đi lên đợi đem cá gác ở trên lửa nướng cái kia kẻ lang thang liền không biết từ trong góc nào chui ra thơm quá a à, thơm quá a à. vương tiêu nhìn xem hắn đột nhiên xông tới giật nảy mình ngươi làm sao còn đi theo chúng ta kẻ lang thang tội nghiệp mà nhìn xem cá nướng càng không ngừng nuốt nước bọt vương minh thần có chút không đành lòng đưa cho hắn một đầu nướng xong cá kẻ lang thang tiếp nhận cá ăn như hổ đói bắt đầu ăn thôi về sau ngươi liền theo ta đi. có điều không cho phép lại trộm đồ. vương minh thần vỗ nhẹ bờ vai của hắn. a a a. kẻ lang tha ngốc ngốc cực đầu. vương tiêu. ngươi đợi chút nữa dẫn hắn đi bờ sông rửa mặt một cái đi. lại cho hắn tìm một bộ quần áo sạch sẽ. vâng, chủ tử. chỉ là vương tiêu vừa đem hắn đưa đến bờ sông rửa sạch sẽ mặt lúc liền nhìn xem hắn khiếp sợ nói không ra lời. vội vàng đem hắn đưa đến vương minh thần trước mặt. chủ tử là vương thiếu xuyên hắn vậy mà là vương thiếu xuyên a hắn một mực đi theo lão tướng quân bên người nhất định biết chuyện năm đó vương minh thần trong lòng giật mình lập tức tiến lên cẩn thận xem xét quả nhiên người trước mắt chính là vương thiếu xuyên vương thiếu xuyên là vương lão tướng quân thu dưỡng nghĩa tử rất được vương lão tướng quân tín nhiệm mà lại hắn một mực đi theo lão tướng quân bên người năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra hắn nhất định biết nội tình hắn kích động bắt lấy vương thiếu xuyên cánh tay thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm thiếu xuyên ngươi còn nhớ ta không ta là minh thần a vương thiếu xuyên ánh mắt mê man mà nhìn xem hắn tự hồ đối với hắn không có chút nào ấn tượng vương minh thần trong lòng trầm xuống nhưng hắn vẫn không từ bỏ tiếp tục truy vấn thiếu xuyên năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra phụ thân hắn vương minh thần lời còn chưa nói hết vương thiếu xuyên thần sắc trở nên thống khổ dị thường hắn ôm đầu tự lẩm bẩm đầu ta đau quá đầu ta đau quá a à, vương minh thần thấy thế, thế chỉ có thể trước hết để cho vương thiếu suy nghĩ ngơi thật tốt. Lại tìm cái đại phu vì hắn chẩn trị, cùng lúc đó, hắn âm thầm quyết định, nhất định phải ra ra năm đó chân tướng. Vì phụ thân báo thù rửa hận, hôm sau trời vừa sáng, bọn hắn đến Kinh Thành, cũng không có vội vã đi tìm lục hoàng tử. Mà là tìm một chỗ vắng vẻ trạch viện đặt chân, vương tiêu, ngươi đi tìm đại phu tới vì thiếu suy nhìn xem, được rồi, chủ tử. Đúng, nhớ kỹ cẩn thận một chút, chúng ta vừa tới Kinh Thành, đừng bị người để mắt tới. Vâng, Vương Tiêu đi ra ngoài một chuyến. Cho lục hoàng tử đưa tin, lại tìm đại phu tới. Vương Minh thần trông thấy đại phu, chỉ vào Vương Thiếu suy nói đại phu. Mau tới đây vì hắn nhìn xem, hắn đây là tình huống như thế nào, có thể hay không trị liệu. Đại phu cẩn thận vì hắn kiểm tra một phen. Nói hắn tình huống rất phức tạp, trừ thân thể bách bệnh cuốn thân bên ngoài, lão phu nhìn hắn trong đầu hẳn là từng chịu đựng va chạm. Cho nên dẫn đến bên trong có tụ huyết, mới lộ ra thần trí không rõ, vậy nhưng có chữa trị biện pháp, vương minh thần hỏi. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách vương thiếu xuyên thanh tỉnh, chỉ cần hắn thanh tỉnh, liền có thể biết được chuyện năm đó. Phía sau màn chủ mưu đến cùng là ai, là vương gia trầm oan đắc tuyết, đại phu lắc đầu, lão phu tài sơ học thiển. Đầu này bên trong tụ huyết ta thực sự không có cách nào thanh trừ, như cưỡng ép trị liệu, hơi không cẩn thận. Chỉ sợ trực tiếp liền mệnh tan hoàn tuyền, vương minh thần nghe vậy, thất vọng không thôi, Đa tạ đại phu. Đại phu nhìn xem hắn thất vọng bộ dáng, không đành lòng nói, mặc dù lão phu vô năng bất lực, nhưng trong kinh thành có lẽ có một người có thể trị liệu, y thuật của nàng cũng là kinh thành đại phu công nhận, ồ, là ai? Đại phu nói, người này chính là hầu phủ phu nhân, thôi nhân nhân, ngươi có lẽ có thể tìm nàng thử một lần, được rồi, đa tạ đại phu. Đại phu sau khi đi, Vương Tiêu mới nhắc nhở chủ tử, cái này hầu phu nhân không phải liền là Lục huynh châu phu nhân Nghe nói hắn cùng lục hoàng tử quan hệ vô cùng tốt, vương minh thần gật gật đầu. Lục hầu gia mẹ để cùng thuộc phi nương nương là khuê trung mật hữu, cho nên từ nhỏ cùng lục hoàng tử là bạn chơi. Vậy chúng ta có lẽ thật có thể tìm hầu phu nhân giúp đỡ chút, vương tiêu đề nghị, vương minh thần nhìn xem mua dạy vương thiếu xuyên. Trầm giọng nói chỉ cần có hy vọng, đều muốn thử một lần, chẳng qua việc này không vội vàng được, chương 170 hối hận không thôi lục hoàng tử thu được vương minh thần đến kinh thành tin tức rất là cao hứng biết hắn ở kinh thành có địa phương an toàn đặt chân trong lòng cũng yên tâm linh vi cửu cửu đến kinh thành hắn nói muốn nhìn xem hài tử đâu Kim linh vi nghe lục hoàng tử nói qua vương minh thần sự tình đối với hắn gặp phải rất là đồng tình điện hạ cửu cửu đến kinh thành có an toàn chỗ đặt chân sao chúng ta muốn hay không phái người đi đón hắn tới chiếu cố thật tốt hắn lục hoàng tử lắc đầu cửu cửu hắn nói có an toàn chỗ đặt chân mà lại thân phận của hắn sợ cho chúng ta gây phiền toái liền không ngừng chúng ta phủ đệ tốt ca à, mấy ngày về sau vào đêm vương minh thần cùng vương tiêu lặng lẽ từ cửa sau tiến vào lục hoàng tử trong phủ đệ lục hoàng tử lôi kéo kinh linh vi nói cửu cửu đây là linh vi mau tới bái kiến cửu cửu linh vi bái kiến cửu cửu vương minh thần cao hứng nói ai tốt 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 lục hoàng tử đem hài tử ôm lấy ngồi xổm ở vương minh thần trước mặt cho hắn nhìn. Cửu cử, đây là An Yến. Vương minh thần nhìn xem hài tử, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn đứa nhỏ này dáng dấp thật tốt. Nói xong lại từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, ta cũng không có chuẩn bị cái gì quà tặng, đây là vương gia chúng ta tổ truyền ngọc bội. Liền cho hài tử đi, cử cử, cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận, kinh linh vi nghe vậy, vội vàng cự tuyệt, cầm đi. Ta hiện tại thân thể này giữ lại cũng vô dụng, không bằng cho hài tử. Kinh Linh Vi nói cảm tạ đa tạ cử cử, Linh Vi. Ngươi trước mang hài tử đi nghỉ ngơi đi, ta cùng cử cử còn có chút chuyện quan trọng phải thương lượng, được rồi, Điện Hạ. Kinh Linh Vi mang hài tử sau khi đi, Vương Minh Thần mở miệng nói Điện Hạ. Ta trên đường trở về tìm được một cái cực kỳ trọng yếu căn cứ chính xác người, có lẽ là vạn ngã hoàng hậu mấu chốt. Lục Hoàng tử kích động hỏi ô, là ai? Vân Thư phụ thân nghĩa tử Vương Thiếu Xuyên, chỉ là bây giờ hắn đầu óc không thanh tĩnh không có cách nào nói ra năm đó sự tình ta nghe nói hầu phủ phu nhân y thuật cao siêu không biết điện hạ có thể hay không mời nàng vì thiếu xuyên chẩn trị cái này dễ dàng ngày mai ta liền để người đi mời hầu phu nhân lục hoàng tử nói vương minh thần dạng dò chẳng qua việc này không nên trương dương thiếu xuyên là trọng yếu nhân chứng còn phải mời hầu phu nhân giữ bí mật cửu cửu yên tâm ta có chừng mực ngày kế tiếp thôi nhân nhân thu được lục hoàng tử thỉnh cầu liền lập tức cùng hắn đi trạch viện là vua thiếu xuyên chẩn trị. Vương Minh thần nhìn xem thay vương thiếu xuyên cẩn thận kiểm tra thôi nhân nhân, hỏi hầu phu nhân, thế nào, có hy vọng chữa khỏi sao? Đúng là trong đầu có tụ huyết đưa đến ngu dại, ta chỗ này có một cái biện pháp, có lẽ có thể trị hết, chẳng qua nguy hiểm cực lớn. Biện pháp gì, thôi nhân nhân nói, giải phẫu mổ sọ, nhưng phương pháp này ta chưa từng có thử qua. Cũng chỉ là tại trong sách vở nhìn thấy, như thật muốn vào tay, ta cũng không dám hứa chắc có bao nhiêu phần thắng có thể thành công. Đám người nghe vậy, lập tức không nói gì, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn bắt Vương Thiếu Xuyên mệnh đi thử sao, đúng lúc này. Vương Thiếu Xuyên như có một nháy mắt thanh tĩnh, chịu đựng đầu đau đớn nói thử, ta nguyện ý thử, vừa mới dứt lời. Lại khôi phục ngu dại bộ dáng, Vương Minh thần trầm mặt hồi lâu, cầm lấy thanh âm mở miệng nói ra vậy liền mời hầu phu nhân thử một lần đi. Nếu như không thể trầm ngoan đắc tuyết, Chúng ta những người này còn sống cũng không có ý nghĩa gì, cử cử. Có lẽ chúng ta còn có những biện pháp khác, có thể lại tiếp tục thu thập chứng cứ, Vương Minh thần thái độ lại rất quyết tuyệt, "Điện Hạ, chúng ta đã đợi mười mấy năm, ròng rã mười mấy năm a, à, thật không nghĩ đợi thêm, không bằng buông tay đánh cược một lần." Gặp bọn họ thái độ kiên định như vậy, Thôi Nhân Nhân đáp ứng xuống, "Tốt ca, chẳng qua muốn làm phẫu thuật, ta còn phải chuẩn bị một vài thứ." Thôi Nhân Nhân bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật vật phẩm cần thiết cũng tại thuật trước chế định kỹ càng phương án. Cứ việc trong lòng rất khẩn trương, nhưng nàng quyết định toàn lực ứng phó, Lục Huynh Châu nhìn ra thôi nhân nhân khẩn trương. Cầm nàng tay an ủi êm êm, hết sức liền tốt, nếu như thật không được, Lục Hoàng Tử cũng sẽ không trách ngươi, hầu gia. Vương gia mười mấy năm ngoan quốc, nếu quả thật có thể bởi vì vương thiếu xuyên thanh tĩnh mà trầm oan đắc tuyết, vậy ta nhất định phải thành công. Thôi nhân nhân kiên định nói, phẫu thuật ngày đó, vương phủ trong trạch viện tràn ngập không khí khẩn trương đám người vây ở phòng phẫu thuật bên ngoài, lo lắng chờ đợi, đây là thôi nhân nhân lần thứ nhất làm giải phẫu. Mà lại là cao như vậy khó khăn phẫu thuật, cho nên nàng nhất định phải tụ tinh thần hội xử lý tốt mỗi một chi tiết nhỏ, tuyệt không thể sai sót lầm. Thiếp thân nha hoàng lần này là thôi nhân nhân trợ thủ, trông thấy thôi nhân nhân mồ hôi trên mặt, vội vàng dùng khăn tay cho nàng lau đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, tay thuộc môn mở ra, thôi nhân nhân mệt mỏi đi ra, sắc mặt của nàng tái nhật ướt đẫm mồ hôi quần áo, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vui mừng, phẫu thuật rất thành công. Nhưng còn cần quan sát một đoạn thời gian, nàng nhẹ nói, trong lòng mọi người tảng đá tạm thời rơi xuống đất. Chờ mong vương thiếu xuyên có thể sớm ngày khôi phục, vì lật đổ hoàng hậu âm mưu cung cấp mấu chốt chứng cứ, mấy ngày về sau. Vương thiếu xuyên tỉnh lại, lúc này đầu hắn bên trong tụ huyết đã thanh trừ, ký ức cũng khôi phục lại, đây là nơi nào. Vương Minh thần nghe thấy thanh âm của hắn, Cao hứng đi hướng bên giường hỏi Thiếu Xuyên, ngươi tỉnh rồi, còn nhớ rõ ta là ai sao? Vương Thiếu Xuyên trông thấy hắn, kích động ngồi dậy, đại tướng quân, ngươi không chết, ngươi thật không chết, nhanh trước nằm xuống. Ngươi vừa làm xong phẫu thuật, không nên kích động, Vương Thiếu Xuyên nhìn xem Vương Minh thần chân còn có tay. Không khỏi cả kinh nói tướng quân, chân của ngươi, còn có cánh tay. Vương Minh thần cười khổ nói đều là tại trận kia chiến sự bên trong mất đi, Thiếu Xuyên, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? vì sao phụ thân hắn sẽ bị thuyết phục địch phản quốc vương thiếu xuyên hít sâu một hơi trong mắt lóe lên vẻ thống khổ năm đó ta theo nghĩa phụ xuất chinh chúng ta liên tục đắc thắng vốn là tất cả đều vui vẻ tại cuối cùng một trận trong chiến dịch chúng ta nhu cầu cấp bách chi viện lúc này hoàng hậu ngoại gia mang binh đến đây nguyên lai tưởng rằng là viện quân ta đem bọn hắn mang đến nghĩa phụ chỗ chiến trường ai ngờ bọn hắn lại nói xấu chúng ta thông đồng với địch phản quốc đối với chúng ta thống hạ sát thủ nghĩa phụ dẫn đầu quân đội tổn thất nặng nề nghĩa phụ vì giúp ta chạy thoát lấy thân năng cản sự tiến công của bọn họ cuối cùng chết thảm ta dù trở về từ cõi chết nhưng cũng não bộ bị thương trở nên ngu dại vương minh thần tức giận nói thì ra là thế khó trách năm đó ta áp giải lương thảo đi cho các ngươi cũng gặp phải ám toán nguyên lai hết thảy đều là âm mưu của bọn hắn vương thiếu xuyên nắm chặt nắm đấm hối hận không thôi đều tại ta nếu ta sớm một chút phát hiện bọn hắn lòng lan dạ thú nếu không phải ta đem bọn hắn mang đến tìm nghĩa phụ, nghĩa phụ cũng sẽ không chết. Thiếu xuyên, cái này cũng không trách ngươi, kẻ cầm đầu là hoàng hậu, may mà trời không quên ta, để ta có thể sống tạm đến nay. Vương thiếu xuyên ánh mắt kiên định, ta nhất định phải làm nghĩa phụ rửa sạch quan khuất, mấy ngày về sau. Vương thiếu xuyên thân thể đã không còn đáng ngại, tại lục hoàng tử an bài xuống, bọn hắn đem âm thầm sư tập tốt chứng cứ. Chuẩn bị tố giác hoàng hậu một phái, chương 171, tố giác hôm nay vào triều, trên triều đình phá lệ yên tĩnh. Nhưng lại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác, các vị đại nhân, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, dưới đài không người lên tiếng. Ngay tại Thái Giám Công Công tuyên bố bãi triều lúc, lục hoàng tử đi đến, phụ hoàng, nhi thần có việc khởi bẩm. Hoàng thượng hỏi lão lục, ngươi có chuyện gì khởi bẩm, phụ hoàng, nhi thần muốn tố giác tần lão tướng quân, hoàng hậu nương nương. Năm đó dài giả chiến dịch có oan tình, mà phía sau làm chủ chính là hoàng hậu một phái người, lục hoàng tử vừa dứt lời, trên triều đình liền sôi trào. Cái gì, lục hoàng tử nói thế nhưng là thật, năm đó dài giả chiến dịch, vương gia toàn bộ tử vong. Chẳng lẽ trong này thật có quan tình gì, vương gia này lục hoàng tử ngoại tổ nhà, năm đó sự tình thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực. Nói vương lão tướng quân thông đồng với địch phản quốc, chẳng lẽ việc này là hoàng hậu một phái mưu hại, dạng này nghĩ kỹ lại. Xác thực có sơ hở, nghĩ mảnh cực sợ a à. lúc này tần lão tướng quân vội vàng quỳ xuống giải thích hoàng thượng lão thần oan uổng a à. lục hoàng tử chẳng lẽ vì ngươi ngoại tổ nhà cứ như vậy vu hãm lão thần sao tam hoàng tử cũng đứng dậy lục đệ nếu là ngươi không có chứng cứ cứ như vậy nói mà không có bằng chứng oan uổng trong triều trọng thần thế nhưng là đại tội phụ hoàng tần lão tướng quân lao khổ công cao nhiều năm như vậy vì triều đình làm ra cống hiến cũng là rõ như ba ngày mời phụ hoàng tra cho rõ hoàng đế nghe xong sắc mặt âm trầm lão lục việc này không thể coi thường ngươi nhưng có chứng cứ đây cũng không phải là trò đùa lục hoàng tử trình lên một phong mật tính đây là nhi thần thu tập được chứng cứ mời phụ hoàng xem qua hoàng đế tiếp nhận mật tính sau khi xem xong sắc mặt càng thêm âm trầm lập tức đem chứng cứ ném về dưới đài cải giận nói tần lão tướng quân chính ngươi xem một chút đi tần lão tướng quân nhặt lên trên đất thư tín sau khi xem xong sắc mặt đại biến cái này đây không có khả năng, cái này nhất định là có người ngụy tạo, bệ hạ, lão thần trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy a." À. Tam hoàng tử cũng vội vàng nói phụ hoàng, chứng cứ này là thật hay giả còn chưa biết được, Lục đệ. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt giả chứng cứ phạm tội vu hãm Tần lão tướng quân, cho là ngươi vương gia lật lại bản án?" Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng, "Hừ, trung thành tuyệt đối, Tần lão tướng quân ngươi thật không thẹn với lương tâm sao, ngươi không nhận? Bản hoàng tử còn có nhân chứng." nói xong, lục hoàng tử liền để người đem vương minh thần, vương thiếu xuyên mang tới. Tội thần tham kiến hoàng thượng, lúc này, trên triều đình đại thần trông thấy hai người này, khiếp sợ không thôi. Hai vị vương tướng quân vậy mà không chết, tần lão tướng quân trông thấy hai người xuất hiện, nội tâm cũng là bối rối không thôi. Vì cái gì hai người này còn sống, vương minh thần cùng vương thiếu xuyên đem năm đó sự tình từng cái nói ra. Tần gia binh sĩ là như thế nào mai phục bọn hắn, chém giết bọn hắn thậm chí còn cho bọn hắn cài lên thông đồng với địch phản quốc chi tội. Vương Minh thần bi thống quỳ trên mặt đất đạo hoàng thượng, phụ thân hắn đến chết đều không có phản bội triều ta. Mời hoàng thượng còn phụ thân một cái trong sạch, Vương Thiếu Xuyên cũng khẩn thỉnh nói hoàng thượng, ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng vương gia cùng 10 vạn tướng sĩ không có làm sai, bọn hắn đến chết đều còn tại vì triều đình tắm máu chiến đấu hăng hái. Mời hoàng thượng còn vương gia một cái công đạo, tần lão tướng quân tự nhiên không có khả năng tùy tiện nhận tội, hoàng thượng hai người này nói bậy nói bạ có lẽ là có người ở sau lưng làm chủ lão thần khẩn cầu đại lý tự khanh đến ra thẩm án này lấy chứng lão thần trong sạch lục hoàng tử cải giận nói tần lão tướng quân chuyện cho tới bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại ngươi còn không chịu nhận tội chẳng lẽ ngươi thật không thẹn với lương tâm Dài giả chi chiến mười vạn tướng sĩ chính là bởi vì ngươi bản thân tư lợi mà chết hoàng thượng nhìn xem còn tại giải thích tần lão tướng quân long nhan giận dữ Cổ bàn đứng dậy, người tới. Đem Tần lão tướng quân cùng người liên quan chờ giải vào Thiên Lao, vì ý hỏi chém, Lục hoàng tử mừng thầm trong lòng. Hắn rốt cục vì ngoại tổ nhà rửa sạch quan khuất, trong hậu cung, hoàng hậu biết được Tần lão tướng quân bị đánh vào Thiên Lao về sau. Lòng nóng như lửa đốt, nàng biết rõ lần này sự kiện can hệ trọng đại, nếu không xử lý thích đáng, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều đem bị liên lụy. Nàng phải nghĩ một chút biện pháp, hạ triều về sau, trong ngự thư phòng chỉ có hoàng thượng cùng lục hoàng tử hai người. Hoàng thượng trầm mặt thật lâu, nhìn trước mắt cái này mình yêu nhất nữ tử sinh hài tử, ấy nấy nói ngươi đáng hận trẫm. Nhi thần không dám, hoàng thượng nói, không dám, đó chính là hận, lục hoàng tử ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng thượng. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, nếu không phải ngoại tổ phụ bị oan uổng, mẫu phi tự sát mất sớm. Nếu không phải ngài một mực dung túng hoàng hậu nhất tộc, nhi thần làm sao đến mức đây, thậm chí phụ hoàng bởi vì ngoại tổ phụ một chuyện, từ nhỏ không nhìn nhi thần, để nhi thần từ nhỏ liền không có tình thương của mẹ tình thương của cha, tại nhận hết lặng lẽ bên trong lớn lên. Hoàng thượng bất đắc dĩ thở dài, trẫm biết những năm này thua thiệt ngươi rất nhiều, nhưng thân ở đế vị, luôn có bị người lừa bịp thời điểm. Trẫm là bất đắc dĩ, mà lại hoàng hậu nhà mẹ để thế lực rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng A, lục hoàng tử cười lạnh nói. Cho nên ngài liền có thể hy sinh mẹ con chúng ta, hy sinh ngoại tổ một nhà, hoàng thượng chục dạ quay đầu khi đó hắn vừa đăng đế vị không lâu, mà vương gia bởi vì nâng đỡ hắn trên đế vị, lại chiến công hiển hách, hắn cũng sợ vương gia thế lớn. Cho nên lúc ban đầu dài giả chiến dịch, hắn mới tin vào những lời đồn kia, hiện tại tầng lão tướng quân đã vào tù. Vương gia cũng trầm ngoan đắc tuyết, hết thảy đều đi qua, ngươi chớ có lại chấp nhất, trẫm sẽ thật tốt đền bù ngươi, phụ hoàng. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng triệu cáo thiên hạ, rửa sạch tổ phụ quan khuất, thừa nhận tổ phụ thủ hộ biên quan công lao chết đi tướng sĩ nên được đến vốn có danh vọng, mà không phải dài chôn dưới mặt đất, lục hoàng tử nói, hoàng thượng nghe vậy. Chịu đựng giận dữ nói lão lục, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, trẫm đã là vương gia lật lại bản án, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng. Thân là đế vương, làm sao lại tại thiên hạ bách tính trước mặt thừa nhận tự mình làm sai nữa nha, đế vương là không có sai. Đế vương uy vọng cũng không cho phép bị khiêu khích, nếu không lấy cái gì để bách tính đối với hắn thần phục nhưng mà lục hoàng tử lại rất kiên trì, phụ hoàng, nếu muốn đền bù nhi thần, nhi thần chỉ có cái này một điều thỉnh cầu, nghịch tử. Cặp hắn ngu xuẩn mất khôn, hoàng thượng tức giận đến chửi ầm lên, tổng quản thái dám thế thế, vội vàng ra tới hòa giải. Hoàng thượng bất giận, ngài chớ có tức điên thân thể, tổng quản thái dám quay đầu lại đối lục hoàng tử nói, điện hạ. Ngài cũng đừng khó xử hoàng thượng, cái này sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn, lục hoàng tử ánh mắt kiên định, không việc này không có thương lượng. Nói xong liền quay người rời đi ngự thư phòng, hoàng thượng chỉ vào lục hoàng tử bóng lưng rời đi. Tức giận đến phát run, phản, quả thực là phản. Tổng quản thái dám vội vàng đỡ hoàng thượng ngồi xuống, trấn an nói hoàng thượng bất giận. Bảo trọng long thể quan trọng A, hoàng thượng hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, phản phất nháy mắt già nua mấy tuổi, cái này nghiệt tử. Cánh cứng rắn, dám ngổ nghịch trẫm, hắn có biết hay không trẫm nhìn nhiều trọng hắn, tổng quản thái dám cho hoàng thượng thuận thuận khí. Điện hạ cũng là đối vương lão tướng quân một mảnh hiếu tâm, ngài cũng đừng trách điện hạ, chỉ là sự tình này, xác thực không dễ làm a. À. Hoàng thượng làm sao không biết, nhưng hắn kéo không xuống mặt mũi hướng về thiên hạ nhận lầm, chuyện này chỉ có thể trước đặt, sau này hãy nói. Chương 172, xử trí, dực Hôn cung bên trong, hoàng hậu vừa định phái người ra ngoài đưa tin tức cho tam hoàng tử muốn cứu tần gia. Không ngờ liền bị thị vệ đem dực Hôn cung bao bọc vây quanh, các ngươi làm cái gì vậy? chẳng lẽ không biết bản cung là ai chăng? Hoàng hậu uy nghiêm nói, hồi hoàng hậu nương nương, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Mời hoàng hậu nương nương không nên làm khó chúng ta, dẫn đầu thị vệ nói, phụng mệnh của ai, hoàng thượng sao? Bản cung muốn gặp hoàng thượng, hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nói. Bất kỳ người nào không được bước ra giật khôn cung nửa bước, thị vệ nói, hoàng hậu trong lòng giật mình. Xem ra lần này hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Đã như vậy, bản cung liền ở chỗ này chờ lấy hoàng thượng, hoàng hậu nói. Nàng quay người đi vào nội điện, ngồi trên ghế, lẳng lặng tự hỏi cách đối phó, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hoàng hậu trong lòng cũng là bồn chồn, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nghe được hoàng thượng đến, lập tức quỳ xuống khóc lóc kể lễ. "Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp ngoại tổ oan uổng a, chuyện này nhất định là lục hoàng tử chủ mưu oan uổng chúng ta. Mời hoàng thượng tra cho rõ a." Hoàng đế nhìn về phía hoàng hậu, trong mắt lóe lên một tia chán ghét trẫm đã điều tra rõ ràng tần gia thông đồng với địch phản quốc chứng cứ vô cùng xác thực người thân là hoàng hậu không nghĩ khuyên can ngược lại tham dự trong đó trẫm há có thể tha cho ngươi hoàng hậu nghe hoàng đế lòng như tro nguội nàng biết hoàng đế đặt quyết tâm muốn xử trí tần gia hoàng thượng tần gia cho dù có tội cũng tội không đáng chết a à. cầu hoàng thượng xem ở thần thiếp nhiều năm làm bạn phân thượng mở một mặt lưới đi hoàng hậu khóc nói hoàng đế lại không hề bị lay động, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tầng gia phạm lớn như thế tội. Nhất định phải nghiêm trị, về phần ngươi, hoàng hậu vị trí cũng không giữ được, kể từ hôm nay, phế trước hậu vị, giải vào lãnh cung. Trung thân không được ra ngoài, sau khi chết không vào hoàng lăng, hoàng hậu nghe vậy, lập tức nản lòng thoái chí, hoàng thượng. Ngươi coi là thật tuyệt tình như thế, tuyệt tình, trẫm hỏi ngươi, thuộc phi cùng ngươi có thù oán gì, vương gia cùng ngươi có thù oán gì các ngươi muốn như vậy mưu hại nói xấu bọn hắn hoàng thượng ánh mắt băng lãnh mà hỏi ha ha có thù oán gì ta so thuộc phi sớm phụng dưỡng hoàng thượng ta vì ngươi trả giá bao nhiêu thế nhưng là hoàng thượng đâu trong mắt chỉ có thuộc phi chỉ cưng chiều thuộc phi liền lúc trước chúng ta đứa bé thứ nhất sinh non hoàng thượng còn tại bồi tiếp thuộc phi ngươi để thần thiếp làm sao có thể không hận hoàng hậu điên dại nói kia là trẫm vấn đề cùng thuộc phi không quan hệ huống chi trẫm cũng không có bạc đãi ngươi ngươi cũng đã là hậu cung chi chủ, một nước tôn quý hoàng hậu, vì sao dung không được nàng? Hoàng thượng trách cứ thần thiếp, chẳng lẽ hoàng thượng liền không có sai lầm sao? Ngươi yêu thục phi, nhưng ngươi càng yêu quyền thế. Nếu không làm sao lại nhìn xem thục phi tự sát mà chết, nhìn xem vương gia 10 vạn tướng sĩ chết bởi sa trường, đủ rồi, ngậm miệng. Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, đến cùng là làm mấy chục năm vợ chồng, hoàng hậu biết nơi nào có thể nhất đâm hoàng thượng chỗ đau. Ha ha chẳng lẽ thần thiếp nói sai sao, thừa nhận đi, ngươi yêu nhất chính là quyền thế, những người khác chẳng qua là trên tay ngươi quân cờ. Lúc trước hoàng thượng kiên kỵ vương gia trong tay quyền thế, cho nên cho dù có hoài nghi, không phải cũng để bọn hắn gánh vác quan khuất. Chết tại trên chiến trường sao, dẫn đi, hoàng đế không nghĩ lại cùng nàng nói nhảm, phất phất tay, ra hiệu thị vệ đem hoàng hậu mang đi. Hoàng hậu bị lôi ra giật khung cung, từ đây mất đi tự do, quãng đời còn lại chỉ có thể tại trong lãnh cung vượt qua. Tam hoàng tử biết được hoàng hậu bị phế hậu vị, đầy vào lãnh cung, lòng nóng như lửa đốt, ngoại tổ phụ, thừa tướng đại nhân. Cái này nên làm thế nào cho phải, bây giờ mẫu hậu bị phế, tần gia cũng bị phán chém đầu. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem quyền thế của chúng ta rút đi sao, điện hạ, tần gia sự tình đã thành kết cục đã định. Hoàng hậu nương nương bị phế trước, nói không chừng kế tiếp bị nhầm vào chính là chúng ta, ai cũng chạy không được, ngoại tổ phụ. Theo ý kiến của ngươi, vậy chúng ta nên làm cái gì tam hoàng tử hỏi vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp liền nhìn mọi người có dám hay không làm ngoại tổ phụ là biện pháp gì bức thoái vị chỉ cần điện hạ ngồi lên đế vị tất cả sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng tam hoàng tử mở to hai mắt nhìn bức thoái vị đây chính là đại nghịch bất đạo hành vi vạn nhất thất bại thế nhưng là tru cử tộc đại tội a thừa tướng nghe vậy cũng do dự quốc trượng đây chính là mưu phản đại tội Quốc trưởng nói: "Điện hạ, chúng ta đã không có đường lui, hiện tại hoàng thượng khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có liều mạng một lần mới có một chút hy vọng sống, thừa tướng, chúng ta đã là trên một cái thuyền châu chấu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể dưới nửa đường thuyền, nếu như không thể bức thoái vị thành công, đợi lục hoàng tử thượng vị, chúng ta đều phải chết." Tam hoàng tử do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, "Tốt, vậy liền theo ngoại tổ phụ kế hoạch làm việc." chỉ là chúng ta cần thật tốt mưu đồ một chút, bảo đảm phòng ngừa sai sót, thừa tướng trầm tư chỉ chốc lát, cũng lựa chọn đáp ứng. Bây giờ thế cục xác thực dung không được hắn làm lựa chọn, thế là... Tam hoàng tử cùng thừa tướng còn có quốc trưởng bắt đầu bí mật chuẩn bị bức thoái vị sự tình, ngự lâm quân thủ lĩnh là người của ta. Đến lúc đó có thể để hắn giải cứu hoàng hậu nương nương, sau đó lại cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Bọn hắn âm thầm liên lạc thế lực khắp nơi, góp nhặt binh lực, chuẩn bị chờ đợi thời cơ một lần cướp đoạt hoàng vị bây giờ vương gia lật án hoàng thượng ban thưởng về vương gia nhà cũ cho vương minh thần nhìn xem rách nát không chịu nổi nhà cũ vương minh thần bùi ngùi mãi thôi cuối cùng là vật là người không phải vương tiêu an ủi chủ tử bây giờ lão tướng quân đã trầm oan đắc tuyết hết thảy đều sẽ tốt vương thiếu xuyên đạo đúng vậy a à, nghĩa huynh chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước mới là lúc này lục hoàng tử mang theo người đi tới Cửu cửu. Vương Minh thần kinh ngạc nói điện hạ làm sao tới rồi, biết được phụ hoàng ban thưởng về vương gia nhà cũ cho ngươi. Ta cố ý dẫn người tới cho ngươi quét dọn một chút, Lục hoàng tử cười nói, điện hạ có tâm, cửu cửu đều là người trong nhà. Không cần phải khách khí, đợi đem nhà cũ thu thập sạch sẽ, Vương Minh thần đem vương lão tướng quân. Còn có chết đi vương gia quân bài vị để vào vương gia từ đường bên trong, đám người cho những cái này bài vị dân một nén nhang phụ thân bây giờ vương gia đã trầm oan đắc tuyết các tướng sĩ sẽ không chết vô ích ngươi nghỉ ngơi đi nghĩa phụ ngươi yên tâm về sau ta sẽ giúp lấy nghĩa huynh chấn chỉnh lại vương gia lục hoàng tử tiến lên một bước đối vương lão tướng quân bài vị quỳ xuống ngoại tổ phụ ngươi yên tâm luôn có một ngày ta nhất định sẽ đem vương gia trong sạch chiêu cáo thiên hạ để người trong thiên hạ đều biết vương gia quân đến chết thủ hộ biên cương công tích tốt mọi người đừng thương cảm hôm nay là tốt đẹp thời gian, đợi chút nữa chúng ta thật tốt uống một chén, vương minh thần nói, tốt, cửu cửu. Đợi chút nữa ta cùng ngươi không say không về, ha ha, cũng đừng, Linh Vi cùng hài tử vẫn chờ ngươi trở về đâu. Cùng chúng ta uống vài chén là được, liền không cần lưu lại đi theo chúng ta những lão già này không say không về, chương 173. Cung trong biến cố, triều đình phong vân dũng động, tam hoàng tử đám người đã chuẩn bị kỹ càng bức thoái vị chuẩn bị, điện hạ, chúng ta người đã chuẩn bị kỹ càng, sau ba ngày, theo kế hoạch làm việc, tam hoàng tử trong lòng vẫn là có chút lo lắng, ngoại tổ phụ. Vạn nhất chúng ta thất bại, quốc trưởng đánh gãy hắn, sẽ không thất bại, chúng ta người đều an bài tốt, điện hạ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn leo lên đế vị, nhất định phải hung ác, thừa tướng nói, điện hạ, từ xưa leo lên đế vị người. Không có chỗ nào mà không phải là nhân vật hung ác, chính là lúc trước hoàng thượng, không phải cũng giết cha giấc huynh mới leo lên đế vị sao được tam hoàng tử cuối cùng là hạ quyết tâm trong ngự thư phòng hoàng thượng ngay tại phê duyệt tấu chương đột nhiên ho sặc sụa hắn cố nén đau khổ ý đồ tiếp tục phê duyệt tấu chương nhưng ho khang lại càng ngày càng kịch liệt để hắn gần như không thể thở nổi một bên tổng quản thái dám thấy thế vội vàng tiến lên nâng cũng đưa lên một chén trà nóng hoàng thượng trước nghỉ một lát a hoàng thượng nhấp một mụn trà hơi làm dịu một chút ho khang hắn biết trạng huống thân thể của mình ngày càng sa sút lúc này triều đình cũng không bình tĩnh đế vị ứng cử viên ngay tại hoàng thượng suy tư lúc hoàng thượng ám vệ thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện hoàng thượng tam hoàng tử bên kia có động tĩnh. hoàng thượng hỏi bọn hắn làm sao kế hoạch ám vệ thủ lĩnh nói sau ba ngày bức thoái vị đến lúc đó giải cứu hoàng hậu cùng nàng nội ứng ngoại hợp hoàng đế trong lòng cảm giác nặng nề hắn sớm có dự cảm nhưng không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng đã đây là bọn hắn ý nghĩ vậy liền theo kế hoạch của bọn hắn tương kế tự kế đi trẫm thân thể cũng chống đỡ không được bao lâu liền nhân cơ hội này vì lão lục dọn sạch chướng ngại hoàng thượng đem đã viết xong thánh chỉ còn có ngọc tỷ để vào trong hộp phân phó nói thứ này ngươi cầm rời đi như trẫm xảy ra chuyện liền giao nó cho lục hoàng tử cái khác cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc vâng hoàng thượng ám vệ thủ lĩnh rời đi về sau hoàng thượng lập tức triệu kiến nội các đại thần vào cung về phần ở bên trong trao đổi chuyện gì liền không được biết chỉ biết các vị nội các đại thần sắc mặt ngưng trọng rời đi hoàng cung mấy ngày sau ban đêm trong cung đã cấm đi lại ban đêm thời khắc tam hoàng tử dẫn đầu một đám thân tín chính hướng phía cửa cung mà đến xem bộ dáng là muốn bức thoái vị thủ vệ thái giám thấy thế vội vàng tiến đến bẩm báo hoàng thượng không tốt tam hoàng tử mang theo người giết tiến đến, tổng quản thái giám nhìn xem tình huống bên ngoài, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hoàng thượng. Thân thể của ngài, hoàng đế khoát tay áo, không sao, đây là trẫm trách nhiệm, cũng là trẫm thủ hộ giang sơn phương thức, hắn hít sâu một hơi. Thẳng tắp thân thể, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy bọn này nghịch tặc, ngoài cung, tam hoàng tử nhân mã càng ngày càng gần, cung nội. Hoàng đế ngồi lặng lặng, ánh mắt kiên định, tổng quản thái giám thì lo nghĩ ở một bên dạo bước rốt cục tam hoàng tử dẫn người vọt tới cửa cung phụ hoàng nhi thần đến thỉnh an thanh âm của hắn tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn hoàng đế ngẩng đầu nhìn trước mắt nhi tử hỏi ngươi đây là ý gì mang theo binh sĩ hướng trẫm thỉnh an thừa tướng quốc trưởng theo tam hoàng tử đêm khuya vào cung cũng là đến thăm trẫm phụ hoàng tuổi tác đã cao nhi thần chỉ là nghĩ thay cha hoàng chia sẻ quốc sự tam hoàng tử dối trá nói thừa tướng đạo hoàng thượng triều đình cần xác định đế vị ứng cử viên đến ổn định căn cơ tam hoàng tử tài đức vẹn toàn là không có gì thích hợp bằng thừa tướng trẫm vậy mà không biết ngươi có mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh cái này đế vị ứng cử viên trẫm đã có sắp xếp không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí lập tức hoàng thượng lại nhìn về phía tam hoàng tử nói ngươi cũng đã biết bức thoái vị là tội lớn mưu phản mà lại cái này hoàng vị ngươi có năng lực ngồi lên sao tam hoàng tử nghe vậy tức giận phải sắc mặt nhăn nhó lên phụ hoàng vì sao cái này hoàng vị ta không làm được ta là trung cung con trai trưởng lẽ ra kế thừa hoàng vị trung cung con trai trưởng ngươi tự hồ là quên ngươi mẫu hậu đã bị phế rút hậu vị thì tính sao tam hoàng tử trống nói ta vẫn là con trai trưởng cái này hoàng vị vốn là nên ta chẳng lẽ phụ hoàng muốn đem hoàng vị cho lão lục sao hắn có tư cách gì hoàng đế thất vọng lắc đầu ngươi vì hoàng vị vậy mà không để ý tình nghĩa huynh đệ mang binh bức thoái vị như thế tâm thuật bất chính người làm sao có thể đảm đương chức trách lớn, ta gánh không được chức trách lớn, lão lục liền có thể. Phụ hoàng có phải là đã sớm hướng vào thái tử vị trí cho lão lục rồi, hoàng thượng cũng không còn giấu lấy mình tâm tư. Trực tiếp thẳng thắng nói, phải thì như thế nào, lúc này, hoàng hậu đi theo ngự lâm quân thống lĩnh sau lưng đi đến, hoàng thượng. Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi coi như phế ta, chỉ cần hôm nay dực nhi leo lên đế vị, ta vẫn như cũ là bên thắng. Hoàng thượng nhìn xem ngự lâm quân thống lĩnh, trong mắt ngược lại là hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi đúng là hoàng hậu người. Ngự Lâm quân thống lĩnh nói, quốc trưởng đối với thần từng có ân cứu mạng, cũng là bởi vì hắn tiến cử vào cung. Hoàng thượng đối với mình sơ hở có chút ảo não, cũng không biết người Ngự Lâm quân này thống lĩnh là quốc trưởng người. Mà lại giấu giếm được tình báo của hắn lưới, chẳng qua ngay cả như vậy, cũng ngăn cản không được kế hoạch của hắn. Hoàng thượng âm thanh lạnh lùng nói ngươi thân là Ngự Lâm quân thống lĩnh, từng bước một leo đến trên vị trí này. Ngươi có biết bức thoái vị mưu phản là loại nào đại tội, không sợ bị tru cửu tộc sao, quốc trưởng nói. Hoàng thượng không cần uy hiếp lâm thống lĩnh, hắn đã là người của ta, tự nhiên sẽ không bị hoàng thượng dăm ba câu thuyết phục. Hoàng hậu lấy ra nhường ngôi chiếu thư, đặt ở trước mặt hoàng thượng, nói hoàng thượng, bây giờ trong cung này đều là chúng ta người. Ngoài cung cũng có binh lính của chúng ta trông coi, cái này nhường ngôi chiếu thư, thần thiếp đã thay ngươi mô phỏng tốt. Mời hoàng thượng đắp lên ngọc tỷ, tam hoàng tử cắn răng nói phụ hoàng chỉ cần ngài nguyện ý nhường ngôi nhi thần nhất định thật cốt phụng dưỡng ngài bảo dưỡng tuổi thọ hừ nếu là trẫm không đâu không phải do hoàng thượng như hoàng thượng nhất định không chịu cũng đừng trách thần thiết vô tình hoàng hậu nói xong liền muốn đi lấy ngọc tỷ cưỡng ép để hoàng thượng đắp lên chỉ là mở ra cái nắp bên trong vậy mà là trống không ngọc tỷ đâu như thế nào là trống không ha ha không có ngọc tỷ cái này nhường ngôi chiếu thư vô dụng coi như lão tam leo lên đế vị cũng là danh bất chính ngôn bất thuận đại thần trong triều sẽ không nhận thiên hạ bách tính cũng sẽ không nhận hoàng thượng cười lạnh nói hoàng thượng nói xong thân thể rốt cuộc nhịn không được một nguồn máu phun ra hoàng thượng chỉ cần ngươi nói ra ngọc tỷ ở đâu thần thiếp lập tức vì ngươi tìm thái y tới chẩn trị hoàng thượng cự tuyệt nói không có khả năng huống hồ trẫm bây giờ thân thể này không phải cũng là bái ngươi ban tặng hoàng hậu giận dữ có ai không nhanh đi đem ngọc tỷ tìm ra coi như đem hoàng cung lật khách cũng phải tìm ra tới quốc trưởng cùng thừa tướng không nghĩ tới hoàng thượng còn lưu lại một tay lại đem ngọc tỷ giấu đi nếu không có ngọc tỷ đóng một nhường ngôi chiếu thư tam hoàng tử coi như ngồi lên hoàng vị cũng sẽ phải vị bất chính bị người lên án tam hoàng tử lúc này liền phái người đi đem toàn bộ hoàng cung lật toàn bộ thậm chí hậu cung mỗi một chỗ cung điện đều không có bỏ qua trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng cung trên dưới, lòng người bàn hoàng. Hậu cung tần phi nhóm thấy thế, giận mà không dám nói gì, sợ mất mạng, chỉ có thể hết sức bảo vệ con của mình, chương 174. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, tam hoàng tử tìm một đêm đều không có tìm được ngọc tỷ, hôm sau trời vừa sáng, vì ổn định triều thần. Chỉ có thể kiếm cớ kéo dài, thừa tướng nhắc nhở điện hạ, bây giờ lập tức chính là tảo triều, vì kế hoạch hôm nay đi đầu ổn định triều thần để tránh gây nên suy đoán của bọn hắn tam hoàng tử hỏi theo thừa tướng ý kiến chúng ta nên làm như thế nào hoàng thượng khẳng định không thể ra mặt để triệu công công theo điện hạ ra mặt đi cùng đại thần nói dạng này càng có tin phục lực tổng quản thái giám triệu công công vì hoàng thượng an nguy suy nghĩ chỉ có thể theo tam hoàng tử bọn hắn phân phó ra tới nói các vị đại thần hoàng thượng đêm qua đột nhiên bệnh nặng tạm dừng vào triều phân phó tam hoàng tử đại diện triều chính quốc trưởng cùng thừa tướng đại nhân hiệp trợ, chúng đại thần nghe được tin tức này về sau, sắc mặt khác nhau. Có lo lắng hoàng thượng bệnh tình, có thì bắt đầu suy đoán tam hoàng tử cử động lần này ý đồ chân chính. Mấy vị nội các đại thần trao đổi một chút ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, cái này tam hoàng tử đến cùng tại tính toán gì. Mà cái khác một chút đại thần thì bắt đầu thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ lúc này, một vị đại thần đứng dậy, xin hỏi tam hoàng tử hoàng thượng bệnh phải nghiêm trọng như vậy, vì sao không triệu thái y chẩn trị, ta chờ thân là thần tử, lẽ ra thăm viếng hoàng thượng. Để bày tỏ trung tâm, lục hoàng tử cùng lục khuynh châu cũng rất là hoài nghi hoàng thượng bệnh nặng tin tức, liền nói phụ hoàng bệnh nặng. Chúng ta xác thực nên đi thăm viếng một phen, tam hoàng tử trong mắt lóe lên một tia không dễ lãnh ý, phụ hoàng long thể kiếm an. Cần tĩnh dưỡng, không nên quá nhiều quấy rầy, bản vương tự sẽ tận tâm tận lực xử lý triều chính, Chư vị đại nhân không cần phải lo lắng. Mà lại Thái y viện thái y tùy thời xin đợi tại phụ hoàng bên người, tự sẽ tận tâm tận lực vi phụ hoàng trị liệu, nói xong. Hắn liếc nhìn một vòng đám người, trời đi triều đình, lưu lại một đám đám đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao hạ triều về sau. Lục hoàng tử trong lòng luôn luôn ẩn ẩn bất an, Nghiên Châu, phụ hoàng bệnh nặng sự tình, chỉ sợ có kỳ quặc. Lục Quynh Châu gật gật đầu, điện hạ nói cực phải thần cũng cảm thấy việc này có chút khả nghi. Hôm qua ta chờ tuyệt không nghe nói hoàng thượng có sao không vừa, như thế nào đột nhiên bệnh nặng, trong đó nhất định có nội tình. Không bằng chúng ta âm thầm điều tra một phen, Lục hoàng tử đề nghị, điện hạ anh minh, chỉ là dưới mắt chúng ta cần cẩn thận làm việc. Nhất định không thể rút dây động rừng, Lục huynh châu nhắc nhở, ta minh bạch, Lục hoàng tử như có điều suy nghĩ nói. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, có điều tại không có chứng cớ xác thực trước đó, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hai người quyết định trước phái người tâm phúc tìm hiểu tin tức, đồng thời mật thiết chú ý cung trong động thái, một bên khác. Tam hoàng tử cùng thừa tướng còn có quốc trưởng thương nghị. Bây giờ chúng đại thần đối phụ hoàng bệnh nặng một chuyện trong lòng còn có lo nghĩ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp vững chắc thế cục. Tam hoàng tử lo lắng nói, thừa tướng nói, vì kế hoạch hôm nay là mau chóng tìm tới Ngọc Tỷ để hoàng thượng viết xuống nhường ngôi chiếu thư, thế nhưng là ngọc tỷ ta lật khắp hoàng cung đều không có tìm được. Phụ hoàng đến cùng đưa nó giấu ở nơi nào, thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể bí quá hóa liều giả tạo ngọc tỷ, quốc trưởng nói. Khoảng thời gian này, các vị đại thần cùng lục hoàng tử đều muốn đi thăm hỏi một chút hoàng thượng, nhưng đều bị tam hoàng tử cản lại. Lục hoàng tử sắc bén hỏi tam hoàng huynh đây là ý gì, chẳng lẽ phụ hoàng bệnh nặng, chúng ta liền nhìn một chút đều không được vẫn là nói ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật, mấy ngày nay, lục hoàng tử cũng bí mật dò xét một phen. Phát hiện hoàng cung đều là tam hoàng tử một phái người, mà lại thủ vệ xâm nghiêm, không có hắn cho phép, người bên ngoài căn bản vào không được. Điều này cũng làm cho lục hoàng tử rất là lo lắng hoàng thượng an nguy, lục đệ, đừng muốn nói bậy, bản vương cũng là phụng chỉ làm việc. Tam hoàng tử sầm mặt lại, phụ hoàng cần tỉnh dưỡng, các ngươi lúc này đi thăm viếng, chẳng phải là nhiễu phụ hoàng nghỉ ngơi huống hồ phụ hoàng còn chưa thức tỉnh, bên cạnh cũng có thái y tùy thời chăm sóc, lục hoàng tử cười lạnh một tiếng, tam ca. Ngươi đừng cho là chúng ta không biết tâm tư của ngươi, phụ hoàng bệnh nặng, ngươi lại không để chúng ta gặp mặt, rõ ràng là có quỷ. Tam hoàng tử căm tức nhìn lục hoàng tử, lục đệ, phụ hoàng phân phó ta đại diện triều chính thế nhưng là triệu công công chính miệng nói. Đây chính là từ nhỏ liền đi theo phụ hoàng lão nhân, rất được phụ hoàng tín nhiệm, ngay tại lục hoàng tử chuẩn bị xong vào đi vào lúc. Tổng quản thái giám đi ra ngăn lại hắn, thừa này đem một tờ giấy nhét vào trong tay của hắn, "Ôi, Lục hoàng tử, hoàng thượng cần tĩnh dưỡng. Không nên ở chỗ này ồn ào, không bằng ngươi đi về trước đi." "Tốt ca, vậy ta ngày khác trở lại thăm viếng phụ hoàng, đến lúc đó." Hy vọng Tam hoàng huynh không muốn ngăn cản, nói xong, phất tay áo rời đi, hoàng thượng trong tẩm cung. Hoàng hậu nhìn xem Tam hoàng tử cùng tổng quản thái giám đi đến, hỏi đuổi bọn hắn đi rồi sao? Tam hoàng tử gật gật đầu, mẫu hậu ngươi làm sao để triệu công công ra ngoài nếu là hắn lộ ra phong thanh hoàng hậu nói sẽ không hoàng thượng còn tại trong tay chúng ta đâu huống chi từ hắn ra mặt đi đuổi người so với chúng ta dễ dàng một chút lúc này hoàng thượng đang nằm trên giường mặc dù đã thức tỉnh nhưng thân thể của hắn đã là cường cung nõ mạc chính là thái y cũng bó tay toàn tập hoàng hậu đi đến bên giường của hắn nói hoàng thượng chỉ cần ngươi nói cho ta ngọc tỷ ở đâu thần thiếp lập tức để thanh hư tử vì ngươi đưa đang dược tới hừ, nằm mơ, hoàng thượng không hề bị lay động. Khi thanh hư tự chế tác đang dược hắn đã biết là hại người đồ vật, mặc dù có thể thời gian ngắn để hắn tinh thần tỏa sáng. Nhưng hắn đã là người sắp chết, không có tác dụng gì, nhìn xem hoàng thượng không hề bị lay động dáng vẻ, hoàng hậu giận dữ, hoàng thượng. Ngươi nếu là bất cấp ta, ta liền đem lục hoàng tử giết, ta biết ngươi vừa ý hắn kế thừa đế vị, nhưng thần thiếp liền xem như mang tiếng xấu. Giết hết trong cung này hoàng tử, cũng phải đem Dược Nhi đưa lên hoàng vị, như đúng như đây, kia cũng là bọn hắn mệnh, có điều. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, giờ phút này, Lục Hoàng tử cùng Lục Khuynh Châu đã ra hoàng cung, ngồi ở trên xe ngựa. Lục Hoàng tử mới đưa tay bên trong tờ giấy đem ra, điện hạ, đây là, Lục Khuynh Châu hỏi. Đây là vừa rồi triệu công công ngăn lại ta thời điểm thừa cơ nhét vào trong tay của ta, Lục Hoàng tử nói. Vậy xem ra là Hoàng thượng muốn cho tin tức của chúng ta, Điện Hạ mau mở ra nhìn xem, Lục hoàng tử mở ra tờ giấy xem xét, quá sợ hãi. Phụ hoàng nói ám vệ thủ lĩnh sẽ tìm chúng ta, Lý tướng quân cũng mang theo quân đội đến kinh thành, đến lúc đó. Hắn để chúng ta mang theo quân đội tiến vào hoàng cung, Lục huynh châu nghe vậy, nhíu mày. Vậy xem ra Tam hoàng tử ý đồ mưu phản là thật rồi, chẳng qua hoàng thượng dường như biết, mà lại sớm có thu xếp. Lục hoàng tử cũng không hiểu hoàng thượng là có ý gì vậy mà cầm an nguy của mình đến mạo hiểm. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ ám vệ thống lĩnh tới tìm chúng ta, có lẽ hắn biết chuyện gì xảy ra, lục hoàng tử thở dài nói. Lục huynh châu an ủi điện hạ không cần quá mức lo lắng, hoàng thượng đã có chỗ thu xếp, chắc hẳn hắn hẳn là không có chuyện gì. Hy vọng như thế, mặc dù hoàng thượng từ nhỏ không cho qua hắn cái gì tình thương của cha. Nhưng trong lòng của hắn đối hoàng thượng vẫn là có tình cảm quấn quyết, hắn cũng không hy vọng hoàng thượng xảy ra chuyện, Chương 175. Cứu giá, Lục hoàng tử vừa trở lại trong phủ, ám vệ thủ lĩnh Quả Nhiên như hoàng thượng nói, đến tìm hắn, tham kiến điện hạ. Đứng lên mà nói, phụ hoàng sự tình ngươi có phải hay không biết cái gì, Lục hoàng tử hỏi, điện hạ. Hoàng thượng chỉ là phân phó thuộc hạ đem người này giao cho ngươi, ám vệ thủ lĩnh lấy ra hộp, cúi đầu nói, Lục hoàng tử mở hộp ra xem xét. Bên trong có hai đạo thánh chỉ, còn có ngọc tỷ, hai đạo thánh chỉ một đạo là nhường ngôi cho lục hoàng tử thánh chỉ một đạo là triệu cáo thiên hạ vì vương lão tướng quân chứng minh trong sạch thánh chỉ hoàng thượng cuối cùng là thỏa hiệp phụ hoàng tại sao lại làm an bài như vậy ám vệ thủ lĩnh nói điện hạ hoàng thượng đây là vì ngươi tương lai đang cơ dọn sạch chướng ngại chỉ cần tam hoàng tử một đảng bức thoái vị hoàng thượng liền có thể nhân cơ hội này trừ bỏ hắn tất cả thế lực lục hoàng tử trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới phụ hoàng lại như thế mưu tính sâu xa hắn biết rõ lần này bất thoái vị nguy cơ trùng trùng nhưng nếu có thể thành công diệt trừ tam hoàng tử một đảng chắc chắn vì hắn leo lên hoàng vị trải bằng con đường ta minh bạch việc này còn có ai biết được lục hoàng tử ánh mắt kiên định nhìn về phía ám vệ thủ lĩnh trước mắt chỉ có bệ hạ thuộc hạ cùng điện hạ ngày ba người biết được bệ hạ dặn dò điện hạ nhất thiết phải hành sự cẩn thận ám vệ thủ lĩnh cung kính đáp lục hoàng tử gật gật đầu, tốt, lập tức liên hệ lý tướng quân, chúng ta cùng một chỗ tiến cung đi cứu phụ hoàng, vâng, điện hạ. Đợi ám vệ thủ lĩnh sau khi rời đi, lục hoàng tử nắm thật chặt trong tay thánh chỉ, trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải bảo vệ cẩn thận cái này gian sơn xả tắc, không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng, lúc này, trong hoàng cung. Tam hoàng tử đám người đã giả tạo tốt ngọc tỷ, đưa nó đắp lên mô phỏng tốt nhường ngôi trên thánh chỉ, phụ hoàng, chờ ta leo lên đế vị. Ngươi liền an tâm làm thái thượng hoàng đi, ta sẽ an bài một tòa xa hoa cung điện cho ngươi." Hoàng thượng hừ lạnh nói khụ khụ, "Lão Tam. Danh bất chính, ngôn bất thuận hoàng vị, ngươi coi như ngồi lên, ngươi ngồi ổn sao?" Tam hoàng tử không phục nói phụ hoàng lúc trước không phải cũng là dùng không đứng đắn thủ đoạn thu hoạch được hoàng vị sao? "Vì sao phụ hoàng ngồi ổn, ta ngồi không vững, đợi ta thượng vị, chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh giết lão lục. Lại giết cái khác đối ta có uy hiếp hoàng tử." Ta lại muốn ngồi lên cái này hoàng vị, hoàng thượng nghe vậy sắc mặt âm trầm. Hắn hoàng vị đích thật là tay dựa đoạn được đến, trên tay cũng dính đầy máu tươi. Cho nên hắn tự nhiên không hy vọng con của mình cũng đi đến con đường như vậy, nguyên bản chỉ cần tam hoàng tử từ bỏ bức thoái vị kế hoạch. Hoàng thượng là dự định tha hắn một lần, chỉ cần hắn an phận, liền cho hắn một cái phiên địa, để hắn phú quý cả đời, chỉ tiếc A. Tam hoàng tử vẫn là lựa chọn bức thoái vị hoàng thượng ý tứ sâu xa nói khụ khụ chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia vậy ta liền để phụ hoàng xem thật kỹ một chút ta như thế nào leo lên cái này để vị có ai không đi đem đại thần trong triều đều triệu tập tới vâng điện hạ đám đại thần bị triệu tập tới không rõ ràng cho lắm điện hạ không biết triệu tập chúng ta tới cần làm chuyện gì các vị phụ hoàng bệnh nặng bất lực quản lý quốc sự đã đem hoàng vị nhường ngôi cho bản hoàng tử đây là phụ hoàng tự tay viết tay nhường ngôi chiếu thư tam hoàng tử nói xong liền để người tuyên đọc lên đám đại thần tại dưới đài nghị luận ầm ĩ trong lòng đều cầm thái độ hoài nghi điện hạ tha thứ hạ quan nói thẳng hoàng thượng nếu muốn nhường ngôi hoàng vị chúng ta vì sao không có thu được một chút tin tức tam hoàng tử nói bản hoàng tử nói phụ hoàng bệnh nặng bất lực cùng các ngươi thảo luận cái này nhường ngôi chiếu thư là phụ hoàng tự mình định ra cũng đóng ngọc tỷ nhìn các ngươi tuân theo thánh chỉ, đem ta phụng làm tân đế. vừa dứt lời, ngoài cửa thủ vệ liền vội vàng chạy vào. điện hạ không tốt. lục hoàng tử mang theo binh sĩ giết tiếng đến, nói muốn cứu giá. cái gì? lần này không chỉ tam hoàng tử chấn kinh, liền thừa tướng cùng quốc trưởng cũng là mười phần kinh ngạc. hắn không phải một mực đang kinh thành sao? chúng ta người đều nhìn chằm chằm. nơi nào đến quân đội, nô tài không biết a. À, hiện tại lục hoàng tử đã tiến vào trong hoàng cung đã hướng phía bên này. Tam hoàng tử giờ phút này hoảng hốt không thôi, ngoại tổ phụ, làm sao bây giờ? Quốc trưởng trầm giọng nói chớ hoảng sợ. Lục hoàng tử chưa hẳn có bao nhiêu nhân mã, lập tức truyền tin cho ngoài cung chúng ta người, để bọn hắn lập tức tiến cung chi viện, lúc này. Lục hoàng tử dẫn theo quân đội đã tới gần cung điện, hắn nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lửa giận trong lòng bên trong đốt, Tam hoàng huynh. Người dám bức thoái vị soán vị, thật sự là đại nghịch bất đạo lục hoàng tử phẫn nộ quát, tam hoàng tử khẽ cắn môi, lục đệ. Đừng muốn ăn nói linh tinh, ta chỗ này có phụ hoàng nhường ngôi chiếu thư, phụ hoàng đã đem hoàng vị nhường ngôi cho ta. Ngược lại là lục đệ mang binh giết vào hoàng cung, phải bị tội gì, lục hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói hừ, nhường ngôi chiếu thư. Trong tay của ta cái này mới là thật thánh chỉ, còn có ngọc tỷ, tam hoàng huynh. Ngươi cầm một cái giả thánh chỉ cùng giả ngọc tỷ đóng dấu đến lừa gạt triều thần sao, lúc này nội các đại thần đứng ra nói các vị hoàng thượng đoạn thời gian trước sớm đã cùng chúng ta liên kết thương mại tân đế ứng cử viên chính là lục hoàng tử lục hoàng tử trên tay thánh chỉ cùng ngọc tỷ mới là thật lần này triều thần xem như minh bạch hóa ra là tam hoàng tử ý đồ giả tạo trên thánh chỉ vị mà lục hoàng tử là đến đây cứu giá tam hoàng tử thấy thế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn chẳng thể nghĩ tới thế cục vậy mà lại nháy mắt nghịch chuyển nhưng mà sự thật bày ở trước mắt. Chúng thần tới tấp phản bội, duy trì lục hoàng tử, lục hoàng tử ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tam hoàng tử, tam hoàng huynh. Âm mưu của ngươi đã bị vạch trần, còn không mau bó tay chịu trói, hừ, muốn ta bó tay chịu trói, nằm mơ. Tam hoàng tử nói xong liền hướng lục hoàng tử giết tới, hắn cho dù chết, cũng phải lôi kéo lão lục chôn cùng, đôi bên nhân mã chém giết. Chẳng qua lục huynh châu rất mau dẫn lấy binh sĩ hàng phục những phản quân này. Tam hoàng tử đối lục hoàng tử công kích chiêu chiêu trí mạng, nhưng lục hoàng tử cũng không phải ăn chay, rất nhanh chiếm thượng phong. Ngay tại đối tam hoàng tử sử xuất một kích trí mạng lúc, hoàng hậu cản tới, mẫu hậu, tam hoàng tử thống khổ hô. Lục hoàng tử nhíu mày nhìn xem nằm trên mặt đất hoàng hậu, trong lòng không có ấy nấy, ngược lại là vì chính mình mẫu phi báo thù, dịch. Là cái sau hại ngươi, ngươi không nên sinh ở hoàng gia, cũng không nên đầu thai tại trong bụng ta, ta hiện tại mới hiểu được Hết thảy tất cả đều là hoàng thượng thu xếp, người chẳng qua là Lục hoàng tử thượng vị đá mài đao. Mà chúng ta chẳng qua là hoàng thượng vì Lục hoàng tử thượng vị muốn dọn sạch chướng ngại, ha ha, đáng buồn a. À. Nhìn xem Tắc thở hoàng hậu đã bị bắt thừa tướng cùng ngoại tổ phụ, Tam hoàng tử biết mình đại thế đã mất. Liền vung đao tự vẫn theo hoàng hậu đi, thu thập xong phản tạch, Lục hoàng tử vội vàng đi tìm hoàng thượng. Giờ phút này hắn nằm ở trên giường còn lại một hơi, Lục hoàng tử vội vàng gọi tới thái y thái y đâu mau tới đây vi phụ hoàng chẩn trị hoàng thượng khoác tay áo không cần vô dụng lục hoàng tử trong lòng chính là lại hận hoàng thượng nhìn xem hắn cái bộ dáng này cũng mười phần không đành lòng phụ hoàng lão lục trẫm biết thua thiệt ngươi rất nhiều nhưng trẫm đem giang sơn xả tắt dao đến trên tay ngươi nhìn ngươi đừng để trẫm thất vọng vâng phụ hoàng lục hoàng tử kiên định nói hoàng thượng vui mừng cười tốt 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 trẫm đi tìm ngươi mẫu phi hoàng thượng chậm rãi nhắm mắt lại phản phất trông thấy trong trí nhớ mình cái kia sáng rỡ nữ tử tới đón hắn, thật tốt, chương 176, đăng cơ, hoàng thượng băng hà. Tổng quản thái giám thống khổ hô, ngoài cửa triều thần nghe vậy, lập tức quỳ lạy, hoàng thượng băng hà, tân đế đăng cơ. Tham dự bức thoái vị nhân viên đều bị lục hoàng tử hạ lệnh chém đầu, nó ra quyến toàn bộ lưu vong. Thừa tướng vốn định dựa vào tòng long chi công vững chắc quyền thế, lại không muốn lấy giỏ trúc mà mút nước công giả tràng, thừa tướng phu nhân đã tê liệt, không chịu nhận lưu vong sự thật, lựa chọn uống độc tự sát. Thôi mộ bạch từ cao cao tại thượng phủ thừa tướng đại công tử biến thành lưu vong phạm nhân, đã từng ngạo khí đã sớm bị sang bằng, mà thôi uyển tình nguyên bản có thể sống tạm lấy, nhưng nàng sớm đã thân trúng độc dược mạng tính. Lưu vong khổ sở cùng độc dược tra tấn cuối cùng là để nàng chết tại lưu vong trên đường về phần lâu lan công chúa vì hai nước tình nghĩa, lại nàng không có tham dự phản loạn lục hoàng tử liền để nàng trở về cố thổ, hoàng thượng vừa mới băng hà, tan sự còn cần làm. Cho nên đăng cơ đại điển liền về sau trì hoãn, làm xong hoàng thượng tan sự, khâm thiên giám bên kia lập tức chọn tốt thời gian. Lễ bộ bên kia cũng tay chuẩn bị đăng cơ đại điển công việc, đến ngày này, đăng cơ đại điển bên trên, quần thần tất tập. Đều thân mang hoa mỹ quan phục, phân loại hai bên, tình cảnh trang nghiêm mà trang trọng lục hoàng tử thân mang ngũ trảo kim long đường vân áo bào theo rồng bào đầu đội chuỗi ngọc nắm kinh linh vi tay đi vào trong điện triều thần quỳ lạy hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế tân đế ngồi tại trên long ỷ nhìn trước mắt triều thần nói chư vị ái khanh bình thân tạ hoàng thượng kết thúc buổi lễ về sau lục hoàng tử trở thành tân đế kinh linh vi được sắc phong làm hoàng hậu tân đế đại xá thiên hạ Miễn thuế 3 năm, cũng đối lần này náo động mà biểu hiện đột xuất quan viên tiến hành ngợi khen, cùng lúc đó. Lục Hoàng tử cũng đang suy nghĩ như thế nào quản lý quốc gia, để bách tính an cư lạc nghiệp, hắn quản nạp hiền tài, nghe ý kiến các phe. Hy vọng có thể chế định ra thích hợp chính sách, nhưng mà hắn chính quyết đoán vì thiên hạ làm cải cách thời điểm. Luôn có người kéo chân hắn, hắn đăng cơ vừa đầy một năm, những cái này triều thần liền không kịp chờ đợi hướng hắn trong hậu cung nhét người muốn dùng cái này củng cố quyền thế, triều thần hôm nay lại bẩm tấu lên, hoàng thượng, bây giờ hậu cung trống rỗng. Lẽ ra chọn tú làm hậu cung mua thêm người mới, đúng vậy a à, hoàng thượng, hậu cung giai lệ ba ngàn. Mới có thể vì hoàng gia khai chi tán dịp, sau đó tân đế lại không quen lấy bọn hắn, hậu cung giai lệ ba ngàn. Vậy các ngươi có biết hậu cung cần bao nhiêu tiêu xài, nhưng mà số tiền này lại đầy đủ cho ăn triều đình làm sự tình khác. Hắn không tính còn tốt, tính toán giật mình, cẩn vẹn mỗi cái cung điện nguyệt ngân chính là một bút con số không nhỏ đâu, chớ nói chi là các nàng những cô gái này ăn mặc chi phí tiêu xài, triều thần bị tân đế lời nói này làm cho á khẩu không trả lời được. cái này vẫn là thứ nhất bởi vì đau lòng ngân lượng mà không chịu mở rộng hậu cung hiếm thấy, hoàng thượng, cái này có chút tiêu xài vẫn là không thể tránh né, đúng vậy a, à, hoàng thượng, thiên hạ nữ tử đều ái mộ hoàng thượng, đều muốn vào cung hầu hạ hoàng thượng đâu, tân đế tà mị cười một tiếng, có thể a. À vậy các ngươi đi hỏi một chút những cái này các tú nữ có nguyện ý hay không mang theo phong phú tiền bạc tiến đến trong cung trẫm nhưng không có dư thừa ngân lượng cung cấp các nàng không phải chính là trong cung uống cháo hoa ăn rau xanh ba ngày đói chín bữa ăn hoặc là các ngươi nghĩ như vậy trẫm vì hoàng gia khai chi tán dịp cái này tay đều ngã vào trẫm hậu cung đi lên không bằng các ngươi những người này liền mỗi người cho trẫm chuẩn bị cái một vạn lượng bạch ngân trẫm mới có tiền bạc đi chọn tú không phải chúng đại thần hai mặt nhìn nhau bọn hắn cái kia có nhiều bạc như vậy, thế nào, trẫm chỉ là để các ngươi ra ít tiền mà thôi. Cả đám đều không vui lòng rồi, tân đế giận tái mặt tới. Lúc này, một vị đại thần đứng ra nói ra, bệ hạ, chọn phi sự tình can hệ trọng đại. Còn cần bàn bạc kỹ hơn, tân đế nhìn hắn một cái, đã như vậy, vậy liền sau này hãy nói đi, nói xong, hắn liền tuyên bố bãi triều. Đám đại thần bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài trong lòng, tân đế trở lại tẩm cung, Kinh Linh Vi đang chờ hắn, bệ hạ. Hôm nay trên triều đình sự tình ta đều nghe nói, Kinh Linh Vi nói, tân đế cười cười. Những đại thần này thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, thế mà muốn đem tay vương vào trẫm hậu cung, Kinh Linh Vi nắm chặt tân đế tay. Bệ hạ, thần thiếp minh bạch ngài tâm tư, có điều, triều đình bên kia chung quy là không nguyện ý bệ hạ hậu cung hư không, Linh Vi. Trẫm có người liền đủ, huống hồ trẫm đã có giải quyết chi pháp, a, à, bệ hạ, là biện pháp gì kinh linh vi hiếu kỳ hỏi trẫm dự định trực tiếp giải tán hậu cung trước kia phụ hoàng những cái kia phi tử đều đưa ra cung đi có hoàng tử phi tử liền cho bọn hắn một chỗ đất phong ra ngoài có công chúa liền ban thưởng một tòa công chúa phủ kinh linh vi bị quyết định này của hắn chấn kinh đến bệ hạ cái này sợ rằng sẽ chấn kinh triều chính mà lại những cái kia không có hài tử phi tử nên đưa đi nơi nào tân đế cười nói cái này trẫm đã sớm nghĩ đến trước đó hầu phu nhân không phải nói nàng học viện nữ còn có phụ liên hội còn có cái gì từ thiện nhà không phải đều cần nhân thủ sao trẩm định đem những cái này phi tử đều đưa qua những cái này phi tử cùng nó trong cung phí thời gian không bằng ra ngoài làm chút hiện thực mà lại những cái này phi tử phần lớn đều là quan gia chi nữ ký sổ trong sự quản lý vụ bản lĩnh đều là học qua quả nhiên như kinh linh vi suy nghĩ tân đế quyết định này mới ra chấn kinh triều chính trên dưới hoàng thượng cái này không thể tuyệt đối không thể a à. cái này từ xưa đến nay liền không có giải tán hậu cung quy định tân đế hừ lạnh một tiếng hừ phép tắc là chết người là sống trước kia không có hiện tại có một chút đại thần nghe được hoàng đế quyết định về sau nhao nhao biểu thị phản đối cho rằng này sẽ gây nên triều đình cùng hậu cung hỗn loạn hoàng thượng như chân giải giải tán lúc sau cung khi hoàng thất huyết mạch nên như thế nào kéo dài trẫm cố gắng một chút để hoàng hậu nhiều sinh mấy cái triều thần không phản bác được nhưng hoàng đế tâm ý đã quyết hắn tin tưởng vững chắc làm như vậy không chỉ có thể tiết kiệm chi tiêu còn có thể để cho hậu cung các nữ tử có tốt hơn đường ra sau đó hoàng đế bắt đầu từng bước áp dụng kế hoạch của hắn hắn đầu tiên là đem tiền triều hoàng đế các phi tử thích đáng an trí dựa theo riêng phần mình ý nguyện cùng năng lực mang đến học viện nữ phụ liên hội cùng từ thiện nhà các nơi những cái này các phi tử tại mới hoàn cảnh bên trong cho thấy tài hoa của các nàng cùng năng lực vì xã hội làm ra tích cực cống hiến mà đối với những cái này phi tử đến nói xuất cung ngược lại là giải thoát các nàng nghe được tin tức này thời điểm cũng không có phản đối ngược lại rất là cao hứng quá tốt rốt cuộc không cần tại cái này trong hoàng cung trải qua người không ra người quỷ không quỷ thời gian chúc mừng các ngươi những cái này có hoàng tử công chúa tân đế cho các ngươi tốt chỗ có hoàng tử công chúa các phi tử cười nói không cần chúc mừng chúng ta. Ta nghe nói tân đế đã tiến cử các ngươi đi hầu phu nhân thiết lập cơ cấu, ở nơi đó, các ngươi ngược lại có thể làm chút hiện thực. Thôi nhân nhân thiết lập các loại cơ cấu, cũng xác thực vì bọn nàng cung cấp công việc cơ hội. Cũng làm cho các nàng chứng minh năng lực của mình, chương 177 một thai hai bảo, cái này, các triều thần quản không được hoàng thượng. Liền đem áp lực cấp tới rồi kinh linh vi trên người, nói hoàng hậu là đố phụ, không chấp nhận được hoàng thượng quản nạp hậu cung mới như vậy. Vì thế sôi nổi làm kinh thành phu nhân tới khuyên nói hoàng hậu, hoàng hậu nương nương, nam tử từ xưa đến nay đó là tam thê tứ thiếp. Không nói tầm thường quan viên là như thế, chính là hoàng thượng làm thiên hạ chi chủ, hậu cung giai lệ ba nghìn cũng là bình thường, đúng vậy. Hoàng hậu nương nương làm hậu cung chi chủ, không nên có ghen ghét chi tâm, ngăn cản hoàng thượng nạp phi, kinh linh vi khẽ cười một tiếng. Nghĩ thầm những người này thật đúng là buồn cười, nam nhân tam thê tứ thiếp kia nữ nhân đâu bổn cung tự nhiên sẽ hiểu nam tử có thể tam thê tứ thiếp kinh linh vi không nhanh không chậm mà nói nhưng này cũng không ý nghĩa nữ tử cũng chỉ có thể chịu đựng nếu là nam tử nạp thiếp chỉ là vì nối dõi tông đường kia bổn cung không lời nào để nói nhưng nếu chỉ là vì thỏa mãn tư dục kia như vậy nam tử bổn cung cảm thấy không cần cũng thế chúng phụ nhân hai mặt nhìn nhau các nàng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ như thế phản bác trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại. Kinh Linh Vi nói tiếp huống hồ, Hoàng thượng cùng bổn cung là phu thê, tự nhiên lẫn nhau tôn trọng, nếu là Hoàng thượng thật sự có tâm nạp thiếp. Cũng hẳn là cùng bổn cung thương nghị, mà Phi nghe theo triều thần bài bố, mấu chốt Hoàng thượng chính là không nghe các triều thần A. Cho nên các nàng mới đến làm Hoàng hậu khuyên nhũ Hoàng thượng, ai biết này hai phu thê đều là ngạnh tra tử, không dễ chọc A. Kinh Linh Vi vẫy vẫy tay, làm cung nữ đêm này nhóm người đều đuổi rồi, cung nữ mới vừa tặng các nàng đi ra ngoài, thôi nhân nhân liền đã đi tới. Hậu phu nhân, cung nữ hành lễ nói, ta tìm hoàng hậu nương nương, thôi nhân nhân nói, hậu phu nhân thỉnh, mới vừa tiến vào trong điện. Liền thấy kinh linh vi mặt ủ mày trao, làm sao vậy, ai chọc chúng ta hoàng hậu nương nương sinh khí, kinh linh vi thấy người tới. Lập tức phun tào nói nhân nhân tỷ, ngươi cũng đừng dễ cực bổn cung, bổn cung mau bị các nàng phiền đã chết. Thôi nhân nhân cười nói này có cái gì hảo phiền, dù sao có hoàng thượng giúp ngươi đỉnh, ngươi có thể không để ý tới các nàng, ai. Chính là bổn cung này đố phụ thanh danh chính là càng truyền càng tà hồ, hoàng hậu nương nương, ngươi nơi nào là đố phụ A. Rõ ràng các nàng mới là A, hoàng thượng thân là thiên hạ chi chủ, lại chỉ độc sủng ngươi một người, nhân nhân tỷ ngươi cũng đừng treo chọc ta. Đúng rồi, ngươi lần này tới tìm bổn cung, là vì chuyện gì, lúc này, thôi nhân nhân mới nói lên chính sự là cái dạng này ta tính toán thành lập một nhà khoa phụ sản bệnh viện chuyên môn vì nữ tử sinh sản mà chuẩn bị tưởng thỉnh hoàng hậu nương nương ra mặt đảm bảo một chút kinh linh vi cười nói đây là chuyện tốt a à. khi bổn cung khẳng định đến cho ngươi hảo hảo tuyên truyền một phen ai ta hiện tại là thật hâm mộ nhân nhân tỷ ngươi có thể ở ngoài cung tự do tự tại làm chút sự thật ta chỉ có thể ở cung tường nội đợi thôi nhân nhân nghĩ nghĩ nói không bằng như vậy đi này khoa phụ sản bệnh viện chúng ta có thể cùng nhau hợp tác như vậy ngươi cũng có một số việc nhưng làm kia hóa ra hảo Kinh Linh vi cao hứng nói chỉ là nàng cao hứng quá sớm không lâu lúc sau hoàng hậu liền bị kiểm tra ra tới lại còn có mang có thai dưới loại tình huống này hoàng thượng tự nhiên không có khả năng lại làm nàng mệt nhọc cho nên nàng tham dự khoa phụ sản bệnh viện kế hoạch chém eo Lục Huynh Châu nghe nói việc này lúc sau buổi tối, Màu đỏ tươi mắt thấy hướng Thôi Nhân Nhân, cắn răng nói hoàng thượng đều nhị thai, chúng ta còn không có động tĩnh. Đêm nay ta hảo hảo nỗ lực nỗ lực, Thôi Nhân Nhân sợ hãi sau này rụt rụt, hầu gia, kỳ thật loại sự tình này cấp không tới. Đến xem duyên phận, Lục Huynh Châu đem đầu chôn ở nàng cần cổ, chơi xấu nói mặc kệ, dù sao đêm nay ngươi đừng nghĩ chạy. Mắt thấy Lục Huynh Châu tay càng ngày càng không an phận, Thôi Nhân Nhân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từ từ, hầu gia ta quý thủy giống như đã muộn hơn một tháng, ân, nhân nhân ngươi nên sẽ không gạt ta đi, không có không có. Ta gần nhất vội vàng khoa phụ sản bệnh viện sự, đều quên ta quý thủy không có tới. Lục Huynh Châu kích động nói kia kêu đại phu lại đây kiểm tra kiểm tra, thôi nhân nhân trừng hắn một cái, ngươi đã quên. Ta chính mình chính là đại phu, Lục Huynh Châu nói không phải y giả không tự y sao, tính, vẫn là tìm đại phu lại đây nhìn xem đi. Thôi nhân nhân vội vàng ngăn lại hắn, ai, hiện tại đã trễ thế này, ngày mai trước đi, hảo đi. Lục Quynh Châu giờ phút này chỉ có thể ôm thôi nhân nhân cái chăn thuần ngủ, nhìn không được ai oán nhìn nàng một cái. Nháy mắt đem thôi nhân nhân chọc cười, ngày hôm sau, đại phu tới cấp thôi nhân nhân bắt mạch sau, xác nhận nàng đã có thai. Chúc mừng hầu phu nhân, ngươi có hỷ, thật vậy chăng, đại phu, tự nhiên là thật, hơn nữa lão phu xem hầu phu nhân này mạch tượng. Tự hồ vẫn là song thai, Lục Huynh Châu mừng rỡ như điên, lập tức phân phó đi xuống muốn hạ nhân hảo sinh hầu hạ. Thôi nhân nhân tắc lo lắng cho mình mang thai sau vô pháp lại tham dự khoa phụ sản bệnh viện sự vụ, hầu gia, tuy rằng ta mang thai. Nhưng khoa phụ sản bệnh viện sự ta không nghĩ từ bỏ, Lục Huynh Châu làm nàng yên tâm, hết thảy có hắn, nhân nhân. Mang thai giai đoạn trước chỉ cần thai tượng an ổn, ngươi có thể thích hợp tham dự khoa phụ sản bệnh viện sự, nhưng muốn thiếu làm lụng vất vả. Mặt khác sự tình ta có thể giúp ngươi làm, thôi nhân nhân cảm động Lục Khuynh Châu đối nàng lý giải đa tạ hầu gia. Tuy rằng Lục Khuynh Châu không ngăn trở thôi nhân nhân đối khoa phụ sản bệnh viện tham dự, nhưng tiền tam tháng, nàng thật sự nôn ngén đến khó chịu. Lục Khuynh Châu không biết là đau lòng thôi nhân nhân vẫn là như thế nào, thế nhưng cũng đi theo có nôn ngén phản ứng. Tiền tam tháng nôn ngén kỳ làm hai người suốt đều gầy một vòng, cũng may ba tháng sau, thai tượng ổn, nôn ngén phản ứng cũng hảo lục khuynh châu liền nghĩ mọi cách làm thôi nhân nhân bổ trở về hảo hầu gia lại bổ liền thành heo hơn nữa thai phụ không thể ăn quá bổ đồ vật bằng không đến lúc đó không hảo sinh hảo đi thời gian đảo mắt qua đi thôi nhân nhân bụng cũng từng ngày lớn lên hôm nay thôi nhân nhân đang ở thư phòng xem xét bệnh viện trướng mục đột nhiên cảm giác bụng một trận đau đớn nàng trong lòng cả kinh vội vàng gọi tới nha hoàng cùng đi trước phòng sinh người tới a à, ta giống như mau sinh nha hoàng vội vàng gọi tới lục khuynh châu đem thôi nhân nhân đưa vào phòng sinh không bao lâu hai tiếng thanh thúy trẻ con khóc nỉ non thanh truyền đến một đôi long phượng thai cất tiếng khóc chào đời sinh sinh là long phượng thai một cái tiểu công tử một cái tiểu tiểu thư lục khuynh châu biết được tin tức sau hưng phấn không thôi thẳng đến phòng sinh hắn nhìn mỏi mệt bất kham thôi nhân nhân trong mắt tràn đầy đau lòng cùng cảm kích nhân nhân cảm ơn ngươi hảo mau làm ta nhìn xem hài tử. Lục Khuynh Châu phân phó người đem hai đứa nhỏ ôm lại đây, đặt ở nàng bên cạnh, ai ngờ thôi nhân nhân nhìn thoáng qua. Kết bỏ nói vì cái gì nhăn giống gió A, à, giống như tiểu lão đầu tiểu lão thái, bà mụ giải thích nói cụ cụ, hầu phu nhân. Tiểu hài tử vừa mới sinh ra tới đều là cái dạng này, quá đoạn thời gian nảy nở liền đẹp, hảo đi, thôi nhân nhân thật sự quá mệt mỏi. Nhìn một chút hài tử liền ngủ, Lục Khuynh Châu nhìn hai đứa nhỏ, nhìn nhìn lại thôi nhân nhân, ánh mắt nhu hòa, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Từ đây hắn càng thêm quý trọng cái này gia đình, mà thôi nhân nhân cũng ở chiếu cố hài tử đồng thời. Tiếp tục dụng tâm kinh doanh khoa phụ sản bệnh viện, đem quan ái mang cho càng nhiều nữ tính, chương 178 chọn đồ vật đoán tương lai. Thực mau tới rồi hài tử tiệc đầy tháng, Lục Huynh Châu cấp hài tử đặt tên vì Lục Vân Khanh, Lục Mộng Giao, hài tử trăng tròn lúc sau. Lục Quynh Châu tương đối nhàn rỗi, liền vẫn luôn ở hỗ trợ mang một chút hài tử, nhìn treo đùa hài tử Lục Khuynh Châu. Thôi nhân nhân cười nói hầu gia gần nhất không vội sao, Lục Khuynh Châu ôm hài tử, nhẹ nhàng lắc lắc, nói trong triều việc tuy nhiều. Nhưng cũng đều không phải là không rời đi ta, hiện giờ có này hai hài tử, ta càng nguyện ý dùng nhiều chút thời gian cùng các ngươi. Thôi nhân nhân trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Hơn nữa hiện tại hoàng thượng muốn thu thập trong triều những cái đó lão sâu mọc đâu, ta tả hữu không có việc gì. Nhưng không nghĩ những người đó tới tìm ta cầu tình, còn không bằng đãi ở trong phủ bồi ngươi cùng hài tử, hắn cúi đầu nhìn hài tử. Trong mắt tràn đầy từ ái, hoàng thượng đăng cơ này một năm, chính là đem trong triều trên dưới chỉnh đốn và cải cách không ít. Bọn họ còn dám như vậy, Lục Quynh Châu nói những người này ỷ vào chính mình là lão thần, cho rằng hoàng thượng mới vừa đăng cơ không lâu. Yêu cầu củng cố đế vị, sẽ không động bọn họ, lại không biết hoàng thượng vừa lúc lấy bọn họ khai đao, dùng để giết gà dọa khỉ, đột nhiên. Một tiếng trẻ con tiếng vang lên, a a a, Lục Vân Khanh xem Lục Khuynh Châu vẫn luôn ôm lục mộng Giao, hâm mộ oa oa kêu. Thôi nhân nhân cúi đầu nhìn về phía giường em bé thượng Lục Vân Khanh, cười nói hầu gia, ngươi cũng ôm một cái hắn a, à, xem hắn hâm mộ. Lục Khuynh Châu nghe xong Thôi nhân nhân nói, duỗi tay ôm Lục Vân Khanh lên, ghét bỏ nói ngươi là nam hài tử, muốn độc lập một chút như thế nào lão muốn cha ôm lục vân khanh nghe xong hoa hoa thẳng khóc cuối cùng còn nước tiểu lục huynh châu một thân thôi nhân nhân nhìn thẳng nhạt ha ha hầu gia xem ngươi còn dám ghét bỏ vân khanh sao hắn thưởng ngươi một đốn đồng tử nước tiểu tiểu tử thúi lục huynh châu hắc mặt nói lúc này ngoài cửa truyền đến quản gia thanh âm hầu gia trong cung người tới nói là hoàng thượng cho mời lục huynh châu khẽ nhíu mày buông xuống hài tử Xem ra những cái đó lão gia hỏa vẫn là ngồi không yên, muốn cho ta đi thế bọn họ nói tốt. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, thôi nhân nhân nắm lấy hắn tay, ôn nhu mà nói hầu gia nếu là khó xử, liền đẩy đi. Hoàng thượng tự nhiên có hoàng thượng suy tính, Lục huynh châu gật gật đầu, ta biết. Chỉ là chung quy có chút đạo lý đối nhân xử thế khó có thể thoái thác, ta đi một chút sẽ về, ngươi cùng bọn nhỏ hảo hảo ở nhà, nói xong. Hắn xoay người rời đi phòng, trong hoàng cung Hoàng thượng nhìn Lục Huynh Châu nói này đàn lão gia hỏa đi tìm ngươi cầu tình. Lục Huynh Châu nói đúng vậy, bất quá thần nhưng không phản ứng bọn họ, hoàng thượng nói hừ, này đàn lão gia hỏa cũng không an phận. Trẫm trực tiếp làm cho bọn họ bãi quan trở về dưỡng lão, hiện giờ triều đình trong ngoài đã cải cách. Tương lai vương triều chỉ biết càng cường đại hơn, vì ổn định căn cơ, trẫm tính toán sớm lập thái tử, Lục Huynh Châu nghe vậy, rất là kinh ngạc. Hoàng thượng chính là hiện giờ đại hoàng tử mới một tuổi nhiều, nhị hoàng tử mới mấy tháng, đây có phải quá sớm điểm, hoàng thượng cười cười. Trẫm cũng biết còn sớm, chỉ là trước lập hạ thái tử, cũng có thể làm triều đình an ổn một ít, huống chi sớm lập hạ thái tử. Cũng đỡ phải ngày sau bọn họ huynh đệ chịu người châm ngòi, vì thái tử chi vị trở mặt thành thù. Ta không nghĩ bọn họ lại trải qua trẫm trước kia trải qua quá sự, hoàng thượng lời nói cực kỳ, chỉ là này lập thái tử việc hoàng thượng vẫn là yêu cầu cùng nội các các đại thần thương nghị một phen hoàng thượng gật gật đầu trẫm biết thời gian cực nhanh một năm qua đi lục vân thanh cùng lục mộng giao hai đứa nhỏ nên đón một tuổi thôi nhân nhân chuẩn bị giúp bọn hắn làm một cái long trọng một tuổi yến Yến hội cùng ngày khách quý chật nhà thật náo nhiệt lục vân thanh cùng lục mộng giao ăn mặc tinh xảo tiểu y phục đáng yêu đến cực điểm hoàng đế mang theo thái tử đích thân tới khiến cho một trận oanh động hắn nhìn hai đứa nhỏ, trong mắt tràn đầy yêu thích, hoàng thượng lấy ra hai khối quý trọng ngọc bội. Đây là cấp hai đứa nhỏ, này hai khối ngọc bội nhìn giá trị xa xỉ, thôi nhân nhân tạ ơn nói đa tạ hoàng thượng, tiểu thái tử tuy nhỏ tuổi nhỏ. Nhưng lại giống cái tiểu đại nhân dường như, nhìn lục mộng dao, nhẹ giọng nói muội muội đáng yêu, hầu phu nhân, ta có thể sờ sờ muội muội sao? Đương nhiên có thể, thôi nhân nhân cười nói, đem lục mộng dao ôm tới rồi trước mặt hắn, Tiểu thái tử nhìn thịt đô đô lục mộng dao. duỗi tay sờ soạn đi lên, mềm mục, hoàng thượng thấy thế, cười nói ha ha, xem ra thái tử thực thích mộng giao a. Sau này liền làm hai đứa nhỏ nhiều tiếng cung bồi bồi thái tử đi, đương nhiên, hoàng thượng trừ bỏ yêu thích hai đứa nhỏ. Còn có một cái thật tốt lý do, đó chính là tưởng cùng hầu phủ thân càng thêm thân, này cảm tình sao, hai hài tử tự nhiên đến từ nhỏ bồi dưỡng a. Là, hoàng thượng, hoàng thượng công vụ bận rộn, đãi một hồi liền mang theo thái tử đi rồi, kế tiếp mới là một tuổi yến vỡ kịch lớn, rút thăm. Chỉ thấy vú em đem các loại vật phẩm bày biện ở trên thảm, có bút lông, sách vở, bàn tính, bảo kiếm chờ, lục vân khanh dẫn đầu bò qua đi. Vân khanh, trảo bảo kiếm, tương lai cùng cha giống nhau vũ dũng, lục huynh châu nói. Chỉ thấy hắn phản phất không nghe được nhà mình cha tiếng kêu, quay đầu vương bụ bẩm tay nhỏ, bắt được một cái bàn tính thôi nhân nhân an ủi nói cụ cụ kỳ thật bàn tính cũng khá tốt về sau có thể kiếm đồng tiền lớn mọi người cũng khen tặng nói đúng vậy tiểu công tử về sau giống hầu phu nhân giống nhau có thể kiếm đồng tiền lớn đến phiên lục mộng dao nàng chậm rì rì mà bò qua đi ở đông đảo vật phẩm trung do dự nhìn xem cái này nhìn xem cái kia cuối cùng nàng thế nhưng bắt được một phen bảo kiếm lục khuynh châu thấy thế treo tâm cuối cùng là đã chết hắn tưởng lục vân thanh trảo bảo kiếm hắn trảo bàn tính. Hắn tưởng lục mộng giao về sau là cái tiểu thư khuê cát, nàng trảo cái bảo kiếm, nhìn đến lục khuynh châu táo bón biểu tình. Mọi người lúng túng nói ha ha, hầu gia, cái này kêu hổ phụ vô khuyển nữ, tuy rằng bọn nhỏ không ấn lục khuynh châu mong muốn rút thăm. Nhưng hắn cũng tôn trọng hai đứa nhỏ lựa chọn, một tuổi yến tán sau nhìn, lục mộng giao còn ôm bảo kiếm không muốn buông tay. Lục Huynh Châu nói nàng liền như vậy thích thứ này sao, thôi nhân nhân cười nói đúng vậy, vừa mới nàng muốn ngủ mới vừa rút ra nàng trong tay bảo kiếm nàng liền tỉnh qua qua thẳng khóc lục khuynh châu nhướng mày duỗi tay nắm nắm nàng khuôn mặt nhỏ chẳng lẽ là về sau ngươi muốn làm cái hiệp nữ gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ lục mộng giao dường như nghe hiểu cùng cùng gật đầu a a a này đáng yêu bộ dáng đem lục khuynh châu cùng thôi nhân nhân đậu đến cười chết hảo ngươi nhanh lên ngủ đi Lục Quynh Châu tưởng phân phó bà vú lại đây đem nàng ôm đi, không ngờ Lục Mộng Giao ôm thôi nhân nhân không buông tay, lúc này. Lục Vân Khanh cũng bò tới rồi trên giường, chết sống không chịu rời đi, một bế lên tới liền khóc đến lợi hại, nhân nhân. Lục Quynh Châu ai oán nhìn nàng, từ có hai đứa nhỏ, này trên giường cũng chưa hắn vị trí, hiện tại thấy này hai cái tiểu gia hỏa. Hắn là lại tức lại bất đắc dĩ, thôi nhân nhân buông tay, khụ khụ, hầu gia, ta cũng không có biện pháp, Lục Khuynh Châu cắn răng nói hừ. Chờ này hai cái tiểu gia hỏa ngủ, xem ta như thế nào thu thập ngươi, chương 179 Thái Bình Thịnh Thế, ba năm sau, hầu phủ nội. Hai cái thịt muôn mút béo hoa oa đang ở trong viện chơi đùa, trong viện có đủ loại kiểu dáng mới lạ món đồ chơi, đức đức, hảo nhàm chán a. À. Chúng ta đi tìm thái tử đức đức chơi đi, lục mộng giao nói, không đi không đi, lục vân khanh điên cuồng lắc đầu. Mỗi lần hắn bồi muội muội tiến cung, đều là nàng nơi nơi quấy rối, kết quả trở về hầu phủ bị đánh chịu tội đều là hắn. Lần này hắn nói cái gì cũng không đi, đức đức, ngươi liền bồi ta đi sao, lục mộng giao đô đô miệng làm nũng nói, muội muội, đức đức không đi. Đợi lát nữa cha đã trở lại hung hung, hừ, kia ta đi tìm mẫu thân, lục mộng giao thở phì phì mà chạy đến phòng. Nhào vào thôi nhân nhân trong lòng ngực, mẫu thân, đức đức không mang theo ta đi tìm thái tử đức đức chơi, thôi nhân nhân bất đắc dĩ mà cười cười. Ngươi A, à, mỗi lần tiến cung đều gây họa, trở về đều là ca ca ngươi thế ngươi bối nồi, ngươi chớ có khó xử hắn, lục mộng giao trong mắt xoay chuyển. Tâm sinh một kế, nàng lôi kéo thôi nhân nhân góc áo quơ quơ, kia mẫu thân mang ta đi đi, thôi nhân nhân vốn định cự tuyệt. Nhưng nhìn đến nữ nhi chờ mong ánh mắt, tâm mềm nhũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, mẹ con hai người mang theo một chúng nha hoàng gã sai vặt. Hướng hoàng cung đi, Kinh Linh Vi vừa thấy đến lục mộng dao liền thập phần vui mừng, lập tức ôm ở trên tay, giao giao tới rồi, hoàng hậu gì? Ai, giao giao muốn ăn cái gì, gì làm người đi cho ngươi làm, lục mộng dao cũng là không khách khí, báo liên tiếp thức ăn. Thôi nhân nhân nhẹ giọng quát lớn nói giao giao, không thể hồ nháo, không có việc gì, bổn cung thích giao giao. Cũng muốn cái giống giao giao giống nhau đáng yêu nữ nhi đâu, Kinh Linh Vi cười nói, thực mau thức ăn liền bưng đi lên lục mộng giao một bên ăn một bên nghe nhà mình mẫu thân cùng hoàng hậu nói chuyện phím ăn uống no đủ sau lục mộng giao xoa xoa tay nhỏ dao dao muốn tìm thái tử đức đức chơi kinh linh vi nói đi thôi người tới a à, đưa nàng qua đi tìm thái tử là hoàng hậu nương nương lúc này thái tử đang ở thư phòng đọc sách thấy lục mộng giao tới mỉm cười nghênh đón nàng mộng giao muội muội sao ngươi lại tới đây lục mộng giao nhảy nhót đi vào ta tới tìm thái tử đức đức chơi Ngươi đang làm gì? Thái tử nói cô ở đọc sách, đợi lát nữa còn muốn tập viết. Lục mộng giao nhìn hắn trên bàn một đống sách vở, còn có luyện tập tự trang giấy, nghĩ đến chính mình cả ngày ăn nhậu chơi bời. Không cấm đồng tình nhìn hắn, thái tử Đức Đức Hảo vất vả nha, không vất vả, phụ hoàng nói, thân là thái tử đương chăm chỉ học tập. Lục mộng giao trồng mắt chuyển động, lôi kéo thái tử ống tay áo, thái tử ca ca, chúng ta trộn chuồng ra cung đi chơi được không, ra cung chính là ngoài cung rất nguy hiểm, phụ hoàng mẫu hậu đã biết sẽ quở trách chúng ta, lục mộng giao vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói sẽ không. Ngoài cung một chút đều không nguy hiểm, có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, thái tử nghe nàng như vậy vừa nói, có điểm tâm động. Chính là chờ hạ phụ hoàng mẫu hậu tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ, thái tử đức đức có thể cho bọn hắn lưu cái tờ giấy. Nói cho bọn họ chúng ta ra cung đi chơi, hảo đi, lục mộng giao nhắc nhở nói đúng rồi, thái tử đức đức muốn mang điểm tiền trinh. Mua đồ ăn ngon, vì thế, thái tử ở tờ giấy thượng viết xuống nhắn lại, liền cùng lục mộng giao lặng lẽ chuồn ra cung. Nói này hai cái tiểu thí hài cũng là lá gan đại, Trộn tránh ở trang đồ ăn thùng lưu ra cung, trong hoàng cung. Cung nhân phát hiện thái tử cùng lục mộng giao không thấy, chỉ để lại tờ giấy lúc sau, lập tức bẩm báo hoàng hậu, hoàng hậu nhìn đến tờ giấy. Tức khắc tức giận đến choáng ván đầu, vội vàng phái người ra cung đi tìm, thôi nhân nhân nhìn đến nhà mình tiểu tổ tông lại gây họa. Cũng là tức giận đến gan đau, trở về nhất định phải đem mông đánh sưng, mà thái tử cùng lục mộng giao đi vào chợ sau. Bị các loại mới là sự vật hấp dẫn, chơi đến vui vẻ vô cùng, hiện tại trên đường phố các loại ăn vặt đều là thôi nhân nhân truyền bá ra tới. Cho nên mới có tiểu bán hàng trong chế tạo ra tới bày quán, hơn nữa hiện tại kinh thành nội đều có thành quản quản lý này đó bán hàng trong hơn nữa còn có chuyên môn binh lính duy trì trị an đối với trước kia hiện tại bọn buôn người cũng không dám ra tới đi lại đức đức ta muốn ăn đường hồ lô còn có cái này kem còn có cái này đậu hũ thúi hảo thái tử ngoan ngoãn trả tiền thái tử còn chưa từng có ăn qua mấy thứ này đâu đi theo lục mộng dao hắn đều nếm một lần đức đức bên kia thú bông hảo hảo xem chúng ta mau qua đi nhìn xem thái tử hôm nay ra tới thấy được rất nhiều không giống nhau đồ vật cũng thấy được ở phụ hoàng thống trị hạ thái bình thịnh thế bá tánh an cư lạc nghiệp chờ hai người chơi mệt mỏi mới chú ý tới thái dương dần dần tây trầm lúc này hoàng cung ám vệ cũng tìm được rồi hai người lập tức đưa bọn họ đưa về trong hoàng cung hai người trở lại trong cung lại phát hiện hoàng đế cùng hoàng hậu nguyên nhân chính là tìm không thấy bọn họ mà nôn nóng vạn phần nhìn đến bọn nhỏ bình an trở về hoàng đế cùng hoàng hậu đã sinh ký lại nhẹ nhàng thở ra thôi nhân nhân nhìn nhà mình tiểu tổ tông mang theo nàng quỳ xuống xin lỗi, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đều là thần phụ quản giáo bất lực. Làm mộng giao tự mình mê hoặc thái tử ra cung, thỉnh hoàng thượng trách phạt, lúc này, lục mộng giao nhìn hắc mặt vài vị đại nhân, cũng túng. Mộng giao sai rồi, về sau cũng không dám nửa lạp, hoàng hậu trách cứ thái tử một phen, mà lục mộng giao chính mình chủ động thừa nhận sai lầm. Vài vị đại nhân cũng không hảo trách cứ tiểu hài tử, hoàng thượng nhưng thật ra có không giống nhau cái nhìn, thái tử lần này ra cung. Ngươi có cái gì thu hoạch?" Thái tử nghĩ nghĩ, nói phụ hoàng, nhi thần thấy được rất nhiều không giống nhau đồ vật. Cũng thấy được quốc gia ở phụ hoàng thống trị hạ càng ngày càng tốt, bá tánh an cư lạc nghiệp, ta triều quốc lực cường thịnh. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, "Không tồi, trẫm trước kia chỉ phân phó ngươi dụng công đọc sách, hiện tại xem ra không thể chỉ biết đọc sách. Còn muốn đi thực tiễn, đi cảm thụ dân sinh, tương lai ngươi mới có thể biết như thế nào quản lý bá tánh." như thế nào thống trị hảo một quốc gia là phụ hoàng hoàng thượng đột nhiên chuyện vừa chuyển bất quá ngươi tuy có thu hoạch nhưng ngươi tự mình chuồn ra cung làm ngươi mẫu hậu lo lắng lại không thể không phạt như thần nhận phạt như vậy đi liền phạt ngươi sao chết tam tự kinh mười biến là phụ hoàng cứ việc đã chịu trách cứ thái tử cùng lục mộng giao đều cho rằng lần này mạo hiểm là một lần khó quên trải qua thôi nhân nhân mang theo lục mộng giao trở về thời điểm nàng đã ở trên xe ngựa ngủ rồi, cũng không hảo lại thu thập nàng. Liền phân phó người đem nàng mang đi phòng nghỉ ngơi, Lục Quynh Châu nghe nói nhà mình tiểu tổ lại gây họa, vội vàng đi an ủi chính mình tức phụ. Mộng dao còn nhỏ, nhân nhân ngươi đừng sinh nàng khí, ngày mai đãi nàng tỉnh lại, ta nhất định trừu sưng nàng mông. Thôi nhân nhân trừng hắn một cái, hầu gia, nhà ngươi tiểu tổ tông cũng thật có thể gặp rắc rối, bất quá, ngươi bỏ được đánh nàng sao, mỗi lần đều nói muốn thu thập nàng kết quả cái này nữ nhi nô mỗi lần đều chỉ là nói nói cuối cùng vẫn là nàng tới động thủ lục khuynh châu xấu hổ sờ sờ cái mũi bất quá vì hống chính mình tức phụ hắn mang theo thôi nhân nhân bay lên nóc nhà làm hạ nhân ở nơi xa phóng nổi lên pháo hoa thôi nhân nhân thấy này mỹ lệ pháo hoa lại đại cũng hết giận dựa vào lục khuynh châu trên vai chậm rãi thưởng thức này cảnh đẹp lục khuynh châu nhìn dựa vào chính mình trên vai ái nhân Nhà ở ngủ say hài tử, trên bầu trời mỹ lệ pháo hoa. Thật tốt, toàn văn xong.